Phật Pháp ứng dụng. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thượng tọa chủ trì, kính bạch chư tôn đức tăng. Nhân cái mùa an cư kiết hạ Phật lịch 2556, dương lịch 2012,
Trước hết con xin thành kính đảnh lễ, vấn an sức khỏe đến Thượng tọa chủ trì cũng như chư tôn đức tăng trong bổn tự. Cầu nguyện Phật gia hộ cho quý ngài luôn được thân tâm an lạc, tuệ đăng thường chiếu và Phật sự viên thành. Đặc biệt là hôm nay thầy xin nhiệt liệt chào mừng cũng như là chúc mừng tất cả hơn 3.300 các em thanh thiếu niên Phật tử phát tâm tu học trong khóa mùa hè và tại chùa Hoằng Pháp hôm nay. Cầu chúc tất cả các bạn trẻ luôn có nhiều sức khỏe, nhiều tinh tấn, nhiều hùng lực để vượt qua tất cả những cái khó khăn và luôn luôn an trú trong chánh niệm của nội tâm để tận hưởng được cái sự thanh tịnh trong cái chùa Hoằng Pháp và đặc biệt trong khóa tu mùa hè của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vừa rồi trong cái ngày khai giảng, thầy cũng có được nghe cái bài phát biểu phát nguyện của đại diện tất cả các thanh thiếu niên. Thì trong đó thì các em cũng đã nhận rõ được hiện giờ thì những cái thứ mà trụy lạc, những cái sự tội lỗi, những cái sự tham mê mà cuộc đời đang giành giật các em, mà các em biết quay về chùa Hoằng Pháp tu. Điều này chứng tỏ rằng tất cả các em thanh thiếu niên ở đây hầu hết là Phật tử, là đệ tử Phật. Đây là những hạt thóc chắc sẽ nảy mầm để mang lại những cái lợi nhuận cho cuộc đời và mang lại lợi ích cho con người của chúng ta. Và từ cái nhận thức này, hôm nay thầy xin mạn phép giảng cho các em hiểu được cái chủ đề là sức sống của tuổi trẻ. Mời các em cùng nghe. Khi nói tới sức sống của tuổi trẻ là chúng ta cảm nhận được là cái nguồn sống nó mang một cái đầy cái chất nhựa sống, đầy những cái tâm huyết và nhiều cái tiềm năng ẩn chứa trong một cái hạt mầm này của tuổi trẻ. Bởi vì tuổi trẻ là tuổi của mùa xuân, là mùa của trăm hoa đua nở. Cho nên tất cả các em ở đây đều là những hạt mầm đã sẻ và đang vươn lên để làm cho cái cuộc đời nó đầy màu sắc, mang tới cái vẻ đẹp cho con người. Cho nên hôm nay để các em hiểu được cái sức sống của tuổi trẻ, nhìn rõ được mình phải làm gì để mà chúng ta phát triển, đi vào xã hội, đi vào cuộc đời mà chúng ta trở thành những cây cổ thụ đại thọ để tiếp tục che bóng mát cho những đàn em của chúng ta, nói riêng và hầu hết là cho tất cả mọi người nương vào bóng mát của chúng ta để chúng ta góp một phần nào lợi ích cho xã hội đất nước và đặc biệt là cho Phật giáo của chúng ta. Trước hết thầy sẽ xin nói về cái nghĩa đen trước, dùng cái hình ảnh của một cái cây. Thì các em biết rằng nếu một cái hạt mầm mà bản chất không bị thối rữa là một hạt mầm bình thường có chất lượng tốt mà được vun bón vào trong mảnh đất tốt màu mỡ, lại được cái sự chăm sóc tưới nước bón phân đầy đủ, thì chắc hẳn hạt mầm đó sẽ nảy mầm và phát triển thành những cây đại thụ lớn có lợi ích cho cuộc đời. Nhưng mà điều quan trọng nhất chúng ta cần làm thế nào mà sức sống của tuổi trẻ cũng giống như những hạt mầm để mà phát triển thành những cây đại thụ, là do tất cả các em đây là những hạt mầm tương lai của xã hội, của đất nước và đặc biệt là của Phật giáo của chúng ta. Làm thế nào để chăm bón hạt mầm này nó có được một sức sống thật sự, mà cái sức sống này
cái sự phát triển này dựa trên nền tảng trí tuệ và đạo hạnh của đệ tử Phật. Thì điều này là mãi mãi không bao giờ mà cái cây này nó bị hủy hoại được. Còn nếu giả sử hạt mầm bản chất nó là thối rữa, cho dù vươn vào trong một cái mảnh đất tốt được chăm bón thì hạt mầm cũng không bao giờ phát triển được, bởi vì bản chất của hạt mầm nó đã bị hư. Tất cả chúng ta đây là những hạt mầm tốt đang cần tìm một mảnh đất tốt và đang cần tiếp nhận những cái nguồn sống tốt để nuôi dưỡng cho cái mầm này nó phát triển thành cây đại thụ. Cho nên rằng các em là những nhân tố rất quan trọng. Mà nhìn được cái điều này mà Thượng Tọa trụ trì cũng như các thầy ở đây tổ chức khóa tu mùa hè cho các em, đặc biệt là mục đích nuôi dưỡng hạt mầm tốt này để tạo thành những cây đại thụ cho đất nước và Phật Pháp chúng ta. Cho nên Thượng Tọa và các thầy phải bỏ tâm huyết rất nhiều để mà làm đủ mọi thứ, mục đích là để nuôi dưỡng cho các em. Mặc dù cái mùa này là mùa an cư kiết hạ, chư Tăng phải tập trung để lo tu dưỡng đạo tâm, nhưng với lòng bi mẫn rộng lớn của Thượng Tọa và các thầy ở đây, các thầy vẫn không ngại cái sự khó khăn mà cũng không ngại cái chất tu của mình, bỏ thời gian ra để mục đích tạo cho các em có một cái sân chơi trong mùa hè. Một cái mùa hè trôi qua, hy vọng các em có được một cái hành trang tốt để mà tiếp tục nuôi dưỡng cái mầm sống của các em nó trở thành cây đại thụ. Cho nên chúng ta phải cần cảm nhận tri ân cái sự từ bi của Thượng Tọa cũng như các thầy, bằng cách là các em phải cố gắng tinh tấn tu hành. Trong cái tu này cũng có sự giải trí, nhưng mà giải trí trong cái sự thiền vị giải thoát các em có thể quân tập được, thì tất cả các em sẽ trang bị cho mình được một cái áo giáp sắt, đi vào đời không bị mưa gió, không bị tên bắn. Thì chúng ta cần phải học ở nơi chùa Hoằng Pháp này. Nơi này là cái mảnh đất phì nhiêu để chứa đựng, nuôi dưỡng những hạt mầm chắc, mà những hạt mầm đó là các em đang hiện hữu ở đây. Bây giờ chúng ta cần phải tiếp nhận những cái chất dinh dưỡng nào để sau khi ra khỏi chùa Hoằng Pháp chúng ta lại tiếp tục phát triển thêm một cái quan điểm mới, một cái nhận thức mới và một cái vai trò mới, một cái đạo hạnh mới và tốt hơn năm rồi. Trách nhiệm của chúng ta là như vậy. Cho nên các vị thấy là cái sức sống của tuổi trẻ, hãy nói tới tuổi trẻ là năng động, sáng tạo, nhiệt huyết, nhiệt tâm, nhưng mà cũng có thể, nếu không có một nhận thức đúng đắn, nếu không có một bàn tay thật sự giáo dục tâm lý gần gũi và hiểu được các em, thì coi chừng cái hạt mầm này nó nảy sanh, nhưng mà nó nảy sanh ra một cái chiều hướng bất lợi cho tương lai của chúng ta. Cho nên đây là cái mà tâm huyết của Thượng Tọa trụ trì, các thầy và tất cả các thầy cô tu sĩ luôn hướng về giới trẻ và suy nghĩ làm sao để trao được cái chất dinh dưỡng, chất bổ cho của cuộc đời cho các em trước khi các em ra đời. Cho nên các em là những cái mầm sẽ phát triển, mang lại cuộc đời tươi đẹp ở màu xanh, cái sự sống. Các em rất quan trọng, cho nên chúng ta phải thấy được cái vai trò của chính mình. Đặc biệt là thầy tuyên dương các em, mùa hè này hầu hết sinh viên chúng ta về quê chơi hoặc là đi đâu đó chơi giải trí vân vân, nhưng mà các em thấy được cái khóa tu mùa hè rất quan trọng là cái nơi nuôi dưỡng mầm sống của chúng ta, nuôi dưỡng cái chất dinh dưỡng bổ dưỡng về mặt tâm linh và đạo đức. Cho nên các em bỏ những cái thú vui của tuổi trẻ, của mùa hè ở ngoài đời, chúng ta vào để mà trong 7 ngày tu học thì thật sự các em tuyệt vời.
Cái điều quan trọng là cái sức sống tuổi trẻ bên ngoài khác với tuổi trẻ Phật giáo chúng ta. Tuổi trẻ bên ngoài mà nếu các em không tu thì những cái mầm sống này cũng biết tìm cái mảnh đất, cũng biết nuôi dưỡng cho mình để phát triển. Nhưng mà liệu phát triển thì phát triển trở thành những cái cây gì? Cây cỏ dài, phải không ạ? Hay là cây cỏ cú? Hay là những cây mà dương sĩ luôn luôn là sống bám, nương nhờ sống bám, ăn ké của những cái cây khác để nuôi dưỡng cho mình thôi, nhưng mà lại không làm được gì cho cuộc đời? Thì đó là những giới trẻ không biết tu niệm, không biết trang bị cho mình, không biết đến Phật Pháp để tìm hiểu, và không biết đến ngôi chùa Hoằng Pháp trong khóa tu mùa hè để chúng ta tìm được chất dinh dưỡng. Còn tuổi trẻ Phật giáo chúng ta, cái sức sống của chúng ta là gì? Chúng ta vốn có của một cái hạt mầm tốt. Hạt mầm tốt đó là gì? Là cái tâm đạo của chúng ta vốn có, cái thiện duyên của chúng ta đối với Phật Pháp quá gần. Cho nên đó là cái chủng tử mà các em đưa các em đến một ngôi chùa Hoằng Pháp để tu học. Còn những giới trẻ không có chủng tử, không có căn duyên, không có tâm đạo, thì những hạt mầm đó là những hạt mầm lép, hạt mầm thối rữa. Cho nên chắc chắn tương lai họ sẽ đi về một cái con đường bất lợi cho cái tương lai của họ. Bây giờ tuổi trẻ Phật giáo của chúng ta muốn, nếu chúng ta muốn có được một cái sức sống tuyệt vời, một cái chất nhựa sống đầy ý nghĩa và có giá trị, thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải hút những cái chất dinh dưỡng nào để bổ dưỡng cho cây? Và cũng đừng bao giờ để cho những cây dương sĩ nó bám vào để nó hút hết chất nhựa sống của chúng ta. Đó là cái điều mà chúng ta cần học, chúng ta cần phải biết từ cái khóa tu mùa hè của chùa Hoằng Pháp. Cho nên ở đây, trước hết, cái chất dinh dưỡng mà những hạt mầm như các em cần phải được tiếp nhận đầu tiên mà Đạo Phật dạy chúng ta là thọ trì năm giới. Năm giới này là cái nguồn căn bản, là một cái chất dinh dưỡng giàu chất đạm, đủ đầy các chất để tu dưỡng cho cái đạo hạnh của chúng ta hoàn bị từ năm giới luật của Đức Phật của chúng ta. Các vị có còn nhớ năm giới luật của Đức Phật? Thứ nhất là gì? Thứ hai? Thứ ba? Thứ tư? Thứ năm? Các em có giữ được năm giới hết không? Được. Trong 7 ngày ở Hoằng Pháp chắc chắn được chứ, đúng không? Thầy bà hỏi hôm nay mà, thầy hỏi thời điểm này, thầy đâu có hỏi các em rời khỏi chùa Hoằng Pháp là có thực hành đủ năm giới hay không. Thầy đâu có hỏi. Bị lừa rồi đúng không? Cho nên mình phải thông minh. Đệ tử Phật là phải tư duy thật sâu sắc. Cho nên á, khóa tu mùa hè rất quan trọng cho các em. Ở ngoài đời thì các em có giữ năm giới thì các em giữ không tròn, đúng không? Hầu hết là không tròn. Nhưng mà vào khóa tu mùa hè của chùa Hoằng Pháp các em giữ tròn không? Các thầy chăm sóc kỹ quá mà, phải không? Mà môi trường này rất tốt. Đó là cái chất dinh dưỡng cần có cho các em. Hy vọng rằng các em phải cố gắng mùa hè sau tiếp tục nữa. Cứ tiếp tục, tiếp tục như thế, chúng ta sẽ trở thành người có đức, có tài cho xã hội, cho Phật Pháp chúng ta và cho chính mình. Cho nên cái chất dinh dưỡng đầu tiên mà các em cần tiếp thu, tiếp nhận và thực hiện đó là năm giới, là năm cái tràng hoa tô điểm nhân cách của một con người của chúng ta. Còn vấn đề năm giới đó giữ làm sao cho nó phù hợp trong cuộc đời này mà mình cũng vẫn hòa nhập được cuộc đời thì lát nữa, bây giờ vấn đáp các em cứ hỏi, phải không ạ? Đây mình chỉ nói cái nền tảng thôi cho các em nhớ
Năm giới là cội gốc phát triển đạo đức và tâm linh của người đệ tử Phật, rất quan trọng, là nền tảng của cuộc sống. Cho những ai hướng thiện, các vị nhớ một điều này. Cái chất dinh dưỡng thứ hai mà những hạt mầm như các em cần phải tiếp nhận, cần phải thực hiện, đó là đạo hiếu của một con người. Cái hiếu thảo là cái điều không thể thiếu trong đạo Phật của chúng ta. Mà đạo Phật có nói là thiên kinh vạn quyển, hiếu nghĩa là vi tiên. Trăm quyển kinh, ngàn quyển sách, chữ hiếu đều được đưa lên làm đầu. Cho nên cái chữ hiếu này chẳng những là của Phật giáo, mà đó cũng là cái truyền thống vốn có của người dân Việt của chúng ta. Các vị đi các nước nào chăng nữa cũng không ai bằng Việt Nam chúng ta về cái sự hiếu thảo cả. Thầy đi 20 nước trên thế giới, gì mà gồ gì dữ vậy? Thì các em biết, ngay cả những người Việt Nam chúng ta, các bạn sanh trưởng ở nước ngoài, nhưng các bạn rất hiếm khi mà nghe lời cha mẹ nhiều hơn các em. 18 tuổi là tự lấy sống, tự ra ngoài, sống một mình, buông thả hay tốt xấu là chuyện của mình. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta có cái trách nhiệm ràng buộc, kết nối, phối hợp giữa cha mẹ và con cái. Cho nên cái tình cảm của người Việt Nam nó tràn trề, lai láng dữ lắm. Đúng không? Vì cái tình trạng tràn trề lai láng này nó cũng có những cái điểm ưu và có những điểm khuyết. Cái điểm ưu là nó kết nối được cái tình cảm đó, cho nên chúng ta lại làm tròn được cái hiếu đạo của người con. Có phải không ạ? Mà cái khuyết là gì? Kình tình cảm quá, đâm ra chúng ta khó thở, bởi vì cha mẹ quá khắc khe, quá chăm sóc, cho nên thở không nổi, chúng ta lùng. Cho nên hồi xưa thầy lùng bởi vì cha mẹ khó quá, lùng. Nhưng mà nhờ tu tập cho nên thân lùng nhưng mà trí nó cao. Cho nên cái đạo hiếu là cái chất dinh dưỡng thứ hai các em cần phải có nếu các em là đệ tử Phật. Còn cái hiếu này thì có lẽ là chùa Hoằng Pháp cũng đã tổ chức cho chúng ta những cái khóa tu trong cái mùa Vu Lan, hoặc là có một số thầy cô cũng đã giảng về cái hiếu của cha mẹ, các em đã hiểu nhiều rồi, thầy không nói tới nữa. Nhưng mà thầy chỉ nói cho các em như thế này: mình phải hiểu được cha mẹ, thông cảm cho cha mẹ. Một điều, trên cuộc đời này không có cha mẹ nào mà không thương con hết. Có phải không ạ? Đó là điều chắc chắn. Những gì cha mẹ cản chúng ta phải hiểu. Một là nó bất lợi cho chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì cha mẹ là những người đã trải nghiệm cuộc sống già dặn hơn mình nhiều. Thăng trầm bảy nỗi chín lên đên ngõ ngóc của cuộc đời, cha mẹ đã từng đối diện. Cho nên cha mẹ biết được những cái gì mình nên làm và không nên làm. Cho nên đôi khi những cái sở thích của chúng ta muốn, chúng ta cũng phải nên hỏi ý cha mẹ để cha mẹ tư vấn cho chúng ta. Cái quan trọng nhất là đối với cha mẹ mà chúng ta muốn để cha mẹ tin chúng ta phải sống làm sao chững chạc, biểu hiện là người trưởng thành thật sự, thì cha mẹ mới tin tưởng được chúng ta. Bởi vì chúng ta ở nhà ngủ cũng phải để cho cha mẹ kêu dậy thì làm sao mà gọi là mình là người lớn, đúng không? Hầu hết tất cả các bạn cứ xem mình là người lớn, cho nên cha mẹ dạy tỉ mỉ thì các em khó chịu. Nhưng đó là những chất dinh dưỡng các em cần phải biết, cần phải lắng nghe. Nếu chúng ta lớn thì cái việc học của chúng ta đừng để cho cha mẹ lo lắng, thì chúng ta mới gọi là chúng ta là thanh niên, là trưởng thành được. Nếu chúng ta là thanh niên, là trưởng thành, là người lớn, thì đối diện với cuộc đời chúng ta phải biết cái gì hay, cái gì tốt, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cái gì có lợi cho chúng ta làm, cái gì bất lợi cho chúng ta không làm, thì đó chúng ta mới gọi là chúng ta người lớn. Như vậy thì các em đã lớn chưa? Biết như thế là tốt.
Nếu chưa lớn thì cái chất dinh dưỡng thứ hai là chúng ta phải thực hành cái hạnh hiếu của cha mẹ, có nghĩa là luôn lắng nghe, suy nghĩ những lời cha mẹ dạy. Cho dù chúng ta cảm thấy không hợp, chúng ta cũng phải để tâm, bởi vì những cái đó nó sẽ đã đang dẫn dắt chúng ta để chúng ta đối trị những cái chúng ta sẽ vấp phải trong tương lai. Nó không phù hợp hôm nay, nhưng mà trong thời gian sau nó sẽ phù hợp. Cho nên nói tóm lại, những lời cha mẹ khuyên đều là chất dinh dưỡng, bổ dưỡng. Chúng ta nên lắng nghe trước là quan trọng, rồi chúng ta sẽ gạn lọc sau. Đôi khi có những lời cha mẹ dạy nó không phù hợp trong cuộc đời này nữa, thì chúng ta khéo léo nghe rồi chúng ta gạn lọc để trang bị cho chính mình, thì người đó mới là người đệ tử Phật. Có ai mà cha mẹ dạy chúng ta quát tháo, chúng ta bỏ vô phòng, chúng ta bỏ ra ngoài đường không? Có không? Đúng rồi, thật sự tụi con rất hay, là tụi con nói rất chân thật. Thầy xin tán thán cái sự chân thật đó của tụi con. Mà tụi con có nói dối thì thầy cũng biết nữa. Bởi vì đó là bản chất của tuổi trẻ. Chính vì đó, tụi con thấy tụi con còn nhỏ thì tụi con cần phải nên tiếp nhận những nguồn dinh dưỡng tốt để trở thành những người lớn có tài, có đức. Đó là mục đích đến, cái điểm sống của chúng ta là như vậy. Cho nên đó là cái vai trò thứ hai mà thầy muốn nói các vị, là chúng ta nên tiếp nhận cái nguồn dinh dưỡng thứ hai, đó là thực hành cái hạnh hiếu của cha mẹ. Bất cứ một cái việc gì to nhỏ, bất cứ một cái tương lai chúng ta có định hình, chúng ta nên hỏi ý kiến cha mẹ. Hỏi đây không phải là mình xin phép, mình hỏi đây có nghĩa là từ cái kinh nghiệm của cha mẹ. Cha mẹ nhìn về cái quan điểm dự kiến của chúng ta như vậy, nó có cần gì phải bổ sung cho mình hay không? Và chỉ cho chúng ta những cái gì nên và không, chỉ cho chúng ta một cái kế hoạch, một cái hướng đi như thế nào để mà phù hợp cho chúng ta. Chúng ta mới là người khôn khéo. Ngoài cái sự hiếu của cha mẹ, chất dinh dưỡng thứ ba mà chúng ta có nghĩa là chúng ta phải nâng cái đạo hạnh cá nhân, đạo đức cá nhân của chúng ta. Ý thức đạo đức cá nhân là một trong những cái không thể thiếu cho những con người mà muốn phát triển, mà muốn thành tài, muốn thành đạt trong cuộc sống. Ý thức đạo đức cá nhân này là làm cho chúng ta có được cái uy tín mà mọi người phải kính mến. Ý thức đạo đức cá nhân này là chúng ta luôn làm một việc gì, chúng ta cũng phải nghĩ đến cái lợi của mình và người khác. Chúng ta đi đâu cũng không làm phiền tất cả mọi người khác. Ý thức cá nhân nó tổng hợp tất cả những cái phong cách của chúng ta. Đặc biệt là chúng ta có giỏi cỡ nào trong cuộc đời, về vấn đề học vấn, chúng ta càng phải tôn kính cha mẹ nhiều hơn, và quý trọng những người lớn tuổi. Những người nhỏ tuổi chúng ta cũng phải quý mến, và những người bằng tuổi chúng ta cũng phải tôn trọng. Đó là cái ý thức đạo đức cá nhân của những con người. Có được như thế thì sẽ có được những phong cách như vậy. Giỏi cỡ nào chúng ta cũng có sự khiêm cung. Các vị thấy không? Ví dụ như các vị nhìn thầy, và các thầy ở đây chắc cũng biết thầy, không biết ở các em có biết thầy nhiều không? Biết sao không biết không? Thầy ẩn trong phòng không? Khuê môn bất xuất. Nhưng mà ra rồi là phải mang lại nụ cười cho tất cả mọi người. Ở đây thì chúng ta thấy là nâng cao ý thức đạo đức cá nhân, nó bao gồm cái phong cách, cái phẩm hạnh, cái ứng xử chúng ta làm sao nó lịch thiệp đối tất cả mọi người. Lời nói của chúng ta làm sao để cho mọi người hoan hỷ, từ người lớn cho tới các bạn đồng tu chúng ta. Nói làm sao để người ta hoan hỷ. Đừng có nói một câu là chửi tục, chửi thề một câu. Đây là cái bệnh vốn có trầm kha của những thanh niên trẻ. Đây là điều các em phải suy nghĩ. Như thế mà chúng ta là bị như vậy thì chúng ta không phải là cái người có tu tập đạo đức cá nhân. Mà cái này là cái vốn cần thiết của Phật giáo chúng ta. Bây giờ các vị thấy thầy về học vị là thầy đạt tiến sĩ đúng không? Gọi là trí thức, là coi như đỉnh cao của việc học vị này. Về chức vụ thì nãy đọc là thầy đó đến nỗi mà ngáp luôn không? Các em phải cười. Nhưng mà phong thái của thầy có biểu hiện cái tự cao ngạo mạn hay không?
hay là rất quý kính các em và rất tôn trọng các thầy. Đó là cái chúng ta cần phải học của tất cả các thầy cô tu sĩ. Cái gương mà các em phải học là từ những người xuất gia. Giỏi bao nhiêu, tài bao nhiêu, chúng ta càng khiêm cung bao nhiêu. Bởi vì cái giỏi của mình có tài giống như con muỗi uống nước biển thôi, không thể uống hết cả nước biển. Cho nên chúng ta cần phải luôn tiếp nhận nguồn sống của cuộc đời. Người biết khiêm cung, người biết học hỏi thì người đó mới gọi là người thật sự trí thức. Người có tài, người có trí thức nhưng mà không biết khiêm cung thì trở thành người vô trí, người thật sự không ăn học thật sự. Cho nên cái đạo đức của Phật giáo để dạy con người ta có cái sự khiêm cung để dẹp bỏ bản ngã, và khiêm cung để dễ học hỏi những điều hay của các bậc tiền bối, bậc cha mẹ người lớn và các bạn của chúng ta. Cho nên cái nâng cao ý thức đạo đức cá nhân của mỗi con người là chúng ta cần phải có ở một cái điều kiện thứ ba, đó là chất dinh dưỡng để nuôi được cái mầm nó sẽ phát triển. Cái chất dinh dưỡng thứ tư của chúng ta để bổ dưỡng cho tuổi trẻ là gì? Đó là tình yêu, đúng không? Khi nói tới tình yêu thì hình như Thượng Tọa Nhật Từ có nói rồi, tôi không nói lại. Nhưng mà khi nói tới tình yêu thì tất cả, hầu hết tất cả các bạn trẻ chỉ nghĩ rằng tình yêu đó là của tình yêu trai gái thôi, có phải không? Nhìn mặt là biết liền rồi. Nhưng mà tiếng Anh của đó là từ gì? Như vậy thì chữ love này có phải là dành cho tình yêu nam nữ hay không? Hiểu như vậy quá chính xác, rất tuyệt vời. Tình yêu là nói gọn thôi, nói đầy đủ là tình yêu thương. Nhưng mà cái tình yêu thương này nó bao hàm cả tình yêu thương giữa cha mẹ đối với con cái và ngược lại. Tình yêu thương của anh chị em với nhau, tình yêu thương của giữa bè bạn với nhau cũng là tình yêu thương, và cũng là tình yêu thương của nam và nữ với nhau. Tình yêu thương nó rất là nhiều. Như thế thì chúng ta tiếp nhận cái tình yêu vào trong người Chúa chúng ta, đó cũng là một cái nền tảng của sự sống. Nhưng mà tình yêu này chúng ta đặt phải đúng chỗ, đúng nơi. Khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta phải nuôi dưỡng cái tình yêu thương bằng cách là phải quý mến cha mẹ, phải không? Phải có gắn kết với cha mẹ, lễ nghĩa vân vân. Chúng ta yêu thương cha mẹ là chúng ta đừng để cho cha mẹ buồn. Chúng ta yêu thương cha mẹ, đừng để cha mẹ lo về cái việc học của chúng ta. Chúng ta yêu thương cha mẹ thì đừng để cho cha mẹ lo được cái con đường tương lai của con sẽ ra sao, ngày quên ăn, đêm quên ngủ. Như thế thì cái tình yêu của chúng ta mới thực sự thực hành cái tình yêu thương tràn đầy trọn vẹn giữa người con đối với cha mẹ. Đó là cái nền tảng các con phải học được. Nếu các con lớn hơn nữa đã là Phật tử thì chúng ta biến cái tình yêu thương của chúng ta là người Phật tử cho tất cả nhân loại. Ngoài cái việc chúng ta yêu thương cha mẹ, chúng ta mở rộng hơn nữa, yêu thương gia đình, họ hàng, rồi tới hàng xóm, cho tới mọi con người trên cuộc đời này, chúng ta cần phải yêu thương. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi con người đều có Phật tánh, đều có một cái đức tánh tốt mà chúng ta phải quý mến, chúng ta trân trọng để chúng ta học được những cái hay đó. Chúng ta yêu thương bởi vì bao giờ biết đâu những con người này nhiều đời kiếp đã là cha mẹ, anh em thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là phải biết yêu thương tất cả mọi người. Cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải yêu thương những bạn đồng tu của chúng ta đây. Yêu thương đây có nghĩa là tôn trọng, đừng để cho bạn đồng tu chúng ta buồn. Có những cái điều gì có thể chia sẻ để bạn chúng ta được an lạc, chúng ta cần phải quan tâm giúp đỡ. Những bạn nào mà lười tu chúng ta cần nhắc nhở, đó là tình yêu thương của chúng ta đối với bạn bè. Chứ không phải là chúng ta có một cái ý niệm là nếu thấy phụ nữ cần giúp là đàn ông là giúp ngay. Nhưng mà nếu thấy bà già thì có nghĩa là hơi lơ đãng.
Như thế tình yêu thương đó là có ý đồ không tốt. Cho nên một ví dụ rất đơn giản về mặt tâm lý, nếu một bà già với một người con gái đẹp muốn băng qua đường không dám băng qua, một người thanh niên trẻ thật sự bình thường ở ngoài mà giờ dẫn dắt là dẫn dắt ai trước các vị? Hả? Ai là già giơ tay lên? Bởi vì tụi con là con gái, gặp con gái tụi con phải nắm bà già là đúng rồi. Ở đây không có con trai cho nên thầy khó hỏi, chắc ở dưới là không giơ tay đâu, nắm gái đó chắc chắn. Đó là cái bản chất của người đời. Còn đối với chúng ta là cái tình yêu thương mà Đức Phật dạy chúng ta với những người bạn đồng tu và những người xung quanh là chúng ta phải biết trân quý, tôn trọng và biết quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Đó mới là tình yêu thương của Phật giáo chúng ta, không vì mục đích gì cả. Rồi bây giờ cái tình yêu thương kế tiếp nữa là gì? Là tình yêu thương của vợ chồng, bạn trai, bạn gái với nhau, tình yêu thương, cái tình yêu đó. Thì cái đó thì thôi để xin thầy Nhật Từ nói rồi. Ai có muốn nghe về lãnh vực này thì xin mời tháng sau. Thầy sẽ giải thích chủ đề tuổi trẻ, tình yêu và lý tưởng trong cái mùa hè sắp tới của Chùa Hoằng Pháp. Còn nếu không thì đặt câu hỏi cho lát nữa. Hôm nay thầy băng 1 tiếng 15 phút, thầy nói cái nền tảng trước. Từ nền tảng này tụi con suy nghĩ, tụi con đặt câu hỏi cho lát nữa sắp tới. Đúng không ạ? Chưa gì đã trời ơi, mấy đứa thích yêu lắm nè. Để chúng ta cũng có hiểu được. Như vậy thì nói tới tình yêu thương như vậy thì các thầy có tình yêu không? Có là có thế nào? Thì cái đó để lát nữa biết. Nói lát biết. Quay trở lại nữa. Thì các vị thấy là tình yêu đóng một vai trò rất quan trọng cho cái việc phát triển cuộc sống của con người. Thiếu nó như là cơm thiếu canh, như là mặt trời không có nắng, đúng không ạ? Cho nên thầy nhớ bài hát gì, không có em bầu trời như không có nắng, đúng không? Dữ dằn vậy đó. Cho nên có mà không khéo là nó khổ dài dài. Làm thế nào hết khổ thì lát nữa hoặc là lần sau chúng ta sẽ học cái cách yêu thương. Yêu thương như thế nào giữa tuổi trẻ với nhau mà phát triển được, thành đạt được, mà sáng suốt được, người đó mới là người tài. Mà Phật giáo chúng ta hướng dẫn rất tuyệt vời, các em cần phải lắng nghe, cần phải tìm hiểu. Thầy không biết thầy Nhật Từ giảng tình yêu làm sao thầy không biết, nhưng mà lần sau thầy sẽ chuyên nhất hướng dẫn các em đi vào tình yêu đúng theo tinh thần của Phật giáo mà cũng không bao giờ trái ngược với quan điểm của cuộc đời. Vậy mới hay chứ, đúng không? Đó à. Cho nên ráng tu đi. Ráng tu sẽ thấy được tình yêu. Và tình yêu đó là tình yêu rất có giá trị cho chúng ta. Cho nên ở đây các em phải nhớ là cái chất dinh dưỡng mà các em đang cần ở đây, ngoài những cái mà thầy nói rất thông thường trong Phật giáo chúng ta, nhưng mà chúng ta phải nhớ là đi vào cuộc đời, ra khỏi chùa Hoằng Pháp, chúng ta phải biết cách để hút chất dinh dưỡng nuôi cái mầm sống của chúng ta, để tạo được một sức sống của tuổi trẻ thật sự là cái lối sống thanh cao, một cái lối sống đầy cái ý nghĩa, một lối sống đạo đức nhưng không rời cuộc đời, một lối sống sống bằng cái giáo lý của Đức Phật nhưng mà không bị cuộc đời lôi cuốn mà làm chủ của cuộc đời. Các em làm như thế thì cái sức sống của tuổi trẻ nó sẽ bung tỏa hết trong cuộc đời này và cho tất cả mọi đối tượng. Chúng ta sẽ là một cái điểm nương tựa cho những hàng đầu hậu tấn của chúng ta, những đàn em của chúng ta, nếu như chúng ta có một cái tâm nghĩ đến những giới trẻ sau này. Thì bản thân chúng ta phải tạo cho chúng ta
ráng hút chất dinh dưỡng làm sao nuôi cho cái thân của chúng ta. Con người chúng ta trở thành những cây cổ thụ để che bóng mát cho thiên hạ. Còn chúng ta lớn dần lên, học tập, tiếp thu, rồi chúng ta bắt chước, chúng ta thực hiện cái gì. Nhưng mà đừng bao giờ để nó phát triển, cũng phát triển, nhưng mà trở thành cây lúa là không được. Là không đứng vững được cuộc đời mà cũng chẳng giúp được cho đời. Mà chúng ta phải học cách để tiếp nhận cái nguồn dinh dưỡng mà trở thành cây cổ thụ. Đó là trách nhiệm của tuổi trẻ chúng ta. Cho nên cái sức sống của tuổi trẻ là cái mầm, là một cái tiềm năng rất lớn mà những người đi trước cần phải khám phá, cần phải nuôi dưỡng cái tiềm năng cho các em nó phát triển đúng theo cái tiềm năng của các em. Cho nên các em cần phải có cái sự tư vấn của cha mẹ, của những người lớn, của những bậc thầy cô trong Phật giáo chúng ta, có nghĩa là những bậc xuất gia. Tuy các thầy các cô tu học trong cái ngôi chùa, nhưng mà chuyện thế sự và chuyện kinh nghiệm cuộc sống cũng như là bản chất cuộc đời các thầy các cô không thể không biết. Biết mới đi tu được, chứ còn không là ma nó bắt rồi còn gì nữa. Có phải không ạ? Cho nên các vị tụi con có một cái duyên lành gần được chùa Hoằng Pháp trong 7 ngày. Các con phải làm sao phải gần được các thầy để học được cái kinh nghiệm, cái cách xử lý, cái cách tổ chức, cái cách ứng xử và cái cách sắp đặt như thế nào để chúng ta phải học để ứng dụng trong cái cuộc đời của chúng ta. Ở trong các thầy chứa đựng tất cả những cái nguồn dinh dưỡng mà các em cần phải đến để tiếp nhận nguồn dinh dưỡng đó. Đừng nghĩ là các thầy ở trong chùa lo tu không biết gì nha. Lầm to rồi đó. Biết mà không nói mới hay. Biết cho nên mới bảo tồn được cái áo cà sa này trong mấy chục năm, đúng không? Đi vào đời nhưng không bị thế tục hóa, dấn thân vào cuộc đời nhưng không bị bùn dơ nước động làm dơ quế chúng ta. Bởi vì có cái áo giáp sắt, có một cái đôi ủng rất chắc. Đó là nhờ trì giới, nhờ nâng cao tu dưỡng phẩm hạnh đạo đức cá nhân. Cho nên các thầy có một cái chất bảo hộ rất tuyệt vời mà các con gần, các con phải học được làm sao phải tạo cho mình một cái áo giáp sắt và phải tạo cho mình một cái đôi ủng thật là hoành tráng, thật là kín đáo kỹ lưỡng, để một bước chân chúng ta bước vào bùn, chúng ta không bị dơ bởi bùn. Chúng ta mặc áo giáp sắt này để chúng ta vào đời không bị sương gió của cuộc đời để thấm vào xương tủy để chúng ta bệnh tật. Đó là cái chúng ta phải cần học, mà chất dinh dưỡng đó mà ngoài đời không bao giờ có cho chúng ta, mà chỉ có ở những ngôi chùa, những bậc xuất gia chúng ta mới có thể học được, để tiếp nhận chúng ta có một cái nguồn dinh dưỡng tạo ra thành một cái áo giáp sắt và một đôi ủng thật vững chắc để đi vào đời. Nếu không có một hai cái vũ khí này thì chắc hẳn tụi con đi đến đâu nhiễm đến đó, đi đến đâu dính bùn tới đó hết trơn. Như vậy thì không phải là đệ tử Phật của chúng ta. Cho nên rằng trong chùa rất bình thường, rất giản dị, rất thanh tịnh, nhưng mà trong cái thanh tịnh đó nó chứa đựng tất cả cái tinh ba của cuộc đời, nó nằm ở trong chùa đó. Nội các con đã học 7 ngày trong này đúng không? Các con cái nô quy luật của thiền môn á, giờ giấc tu học đó là chỉ một phần nhỏ nhoi trong 1.000 thôi. Một phần 1.000 để chúng ta tôi luyện chúng ta, tập cho chúng ta có một cái sự bền bỉ, tập cho chúng ta có một cái sự mà mạnh mẽ về nghị lực, tập cho chúng ta có một cái nguồn lý trí thật vững mạnh để biết soi rồi, phải biết phân tích, phải biết nhận định, phải biết tôi luyện để các con trở thành những hạt kim cương có giá trị cho cuộc đời này. Các vị thấy không? Kim cương nó không có lòe lẹt như là đá Sophia. Nó màu trắng tinh, nhưng mà nó chứa đựng tất cả các màu sắc ở trong đó không ai biết được. Tùy theo góc độ của mỗi người nhìn, mà nhìn vô hạt kim cương mấy màu là do cái góc độ nhìn của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta tu như thế nào? Nuôi dưỡng chất dinh dưỡng cho hạt mầm này làm sao trở thành hạt kim cương,
làm sao trở thành một cái cây cổ thụ thật sự có giá trị thì chúng ta mới gọi là đáp ân của Đức Phật. Đúng không? Chúng ta mới làm tròn cái trả ân đối với Thượng Tọa và các thầy trong chùa Hoằng Pháp, đặc biệt là trả ân cho cha mẹ chúng ta. Làm sao chúng ta tu dưỡng, chúng ta hút nhân dinh dưỡng như thế nào để mà chúng ta trở thành một cái con người tốt. Con người tốt này không phải giống như cái chữ tốt ở ngoài đời là cái gì cũng không làm, cái gì cũng không biết, không phải vậy. Thầy chưa bao giờ dạy có con là không được hút thuốc, đúng không? Không cản gì cả. Là Phật tử, chúng ta còn ở ngoài đời, tất cả những sự đời gì chúng ta đều phải biết dựa trên trí tuệ và đạo hạnh của Phật tử để chúng ta tiếp nhận. Biết hết, nhưng mà cái gì cần chúng ta sử dụng có lợi cho mình và người khác, cái gì biết hết mà chưa cần để qua một bên nhưng vẫn phải biết. Khi biết như vậy rồi, một bước đi chúng ta mới hiểu biết hoàn toàn, làm chủ được cái việc mà chúng ta làm tốt hay xấu. Cho nên cố gắng làm sao mà chúng ta phải thường đi chùa nhiều. Mà chúng ta đi chùa nhiều không phải vì vui, mà chúng ta phải tìm được cái chất dinh dưỡng thật sự từ giáo lý của Phật, từ những lời dạy của các vị giảng sư, và đặc biệt là từ cái sự hướng dẫn của Thượng Tọa trụ trì và các thầy trong ban tổ chức của các tu mùa hè chùa Hoằng Pháp của chúng ta. Đừng bao giờ để thời gian uổng phí. Thời gian 7 ngày là thời gian vàng ngọc cho tất cả các bạn trẻ bế môn tỏa cảng để quay về chính mình, tìm được cái nguồn năng lực, tìm được cái tiềm năng của chúng ta để chúng ta phát huy lên trở thành những cây đại thụ lớn. Phải là như vậy mới được. Các vị thấy không? Như là bản thân của các thầy đây tu từ nhỏ mà, từ 12, 13 tuổi. Các thầy có bao giờ vào đời như các bạn là vô cà phê, uống cà phê đúng không? Rồi đi đăng xin nhảy đầm, rồi đi chơi, thì đi đủ thứ mới hiểu được cuộc đời, đâu cần thiết. Các thầy chưa bao giờ làm cái đó. Nhưng mà tại sao bản chất cuộc đời các thầy rành? Cho nên các con phải nhớ một điều, cuộc đời tất cả chúng ta đều biết hết. Nhưng không phải tất cả chúng ta phải thực hành trải nghiệm chúng ta mới biết được. Có những cái không cần thực hành, không cần trải nghiệm, nhưng mà nó là thuộc về bản chất của cuộc đời, chúng ta cần phải hiểu là rứa. Ví dụ như lửa là, bản chất lửa là gì? Các con muốn biết nóng thì các con phải làm sao? Sờ, chết rồi, ai sờ? Sờ vô để phỏng tai biết được nóng thì sờ làm gì? Thấy không? Đó là cái mà bây giờ tuổi trẻ đã và đang dấp phải là như thế. Người đệ tử Phật, Đức Phật dạy chúng ta, lửa mà muốn biết lửa nóng, chúng ta chỉ cần đứng gần là biết rồi, mắc mớ gì phải sờ tay vô, đúng không? Bởi vì đó là bản chất của cuộc đời. Chúng ta muốn biết được cái hương vị biển mặn hay là ngọt, chúng ta phải làm sao? Nếm. Nếm nhiều hay nếm ít? À, nếm một chút là biết rồi, đúng không? Có bao giờ có ai mà uống cả nước biển mới biết được mặn không? Thì đó là hai ví dụ cơ bản để cho tụi con thấy. Một cái ví dụ là biết lửa nóng, không cần phải sờ tay cũng biết nóng. Đó là thầy muốn nói về bản chất tình yêu đôi lứa của tụi con đó. Đâu cần phải trải nghiệm mới biết được, đúng không? Mình có thể, cha mẹ là những người đã trải qua nói cho chúng ta nghe được mà. Bởi vì chúng ta tham dục, chúng ta tham, chúng ta thích, chúng ta muốn thử. Mà thử rồi là chết, giống như heroin đó, cho các con biết. Tình yêu nó cũng như là chất heroin. Nếu không ý thức là chúng ta sẽ bị lệ thuộc. Đó là thầy muốn nói cho chúng ta thấy. Như thế thì tuổi trẻ tụi con nói như thế không phải không bắt tụi con yêu, nhưng mà tụi con phải biết được đó là một cái con dao hai lưỡi. Bây giờ chúng ta phải học tôi luyện tiếp nhận chất dinh dưỡng như thế nào để chúng ta đi vào tình yêu, không bị tình yêu quay cuồng chúng ta giống như là heroin vậy. Đó là cái chúng ta chỉ cần đứng gần là chúng ta biết được rồi. Còn có những thứ nhưng mà chúng ta biết được, muốn biết được nước biển mặn, chúng ta không giống như người khác là uống cả một đại dương, chưa uống hết là đã chết vì sình bụng rồi.
chết vì ngu rồi. Cho nên chúng ta chỉ uống một giọt là biết mặn. Điều này muốn nói ví dụ ở trong cuộc đời là cái gì? Những thú vui mà các con đã và đang tận hưởng đó. Cái gì tụi con cũng muốn biết đúng không? Nhưng mà những cái gì mà tụi con biết, tụi con muốn thử á, chút chút như là chúng con nhắm một giọt ở nước biển thôi, là tụi con đã hiểu hết rồi. Còn ở đây hầu hết tụi con cái gì biết, biết rồi là dính, đụng đâu là dính đó hết ráo. Ví dụ như thanh niên lớn hút thuốc đúng không? Thấy thuốc là cái phong cách đàn ông phì phà, giống như là thanh niên cứng cáp vân vân. Cũng học bắt chước hút, hút để coi nó như thế nào. Nếu chúng ta có một cái sự trí tuệ và đạo hạnh để dùng hai cái nền tảng này để thử nghiệm á, thì tụi con không bao giờ bị đắm nhiễm. Hít một hơi một cái thôi là biết rồi. Đâu cần phải hút cả một điếu, rồi hết điếu này sang điếu khác, nó tập lần thành thói quen, chúng ta sẽ bị nô lệ cho điếu thuốc. Mà điếu thuốc là cái vật vô tri vô giác, nhưng mà nó có thể quay cuồng được con người trí thức như chúng ta. Như vậy chúng ta gọi là trí thức đâu? Có phải không ạ? Đó là cái điều mà tụi con biết. Thầy ví dụ hai cái lãnh vực này cho tụi con thấy. Thấy không? Muốn biết được lửa nóng, đừng bao giờ thò tay mới biết được lửa nóng. Thì khi biết như vậy thì tay mình sẽ bị hủy hoại. Nếu muốn biết được nước biển mặn, không cần phải uống cả một đại dương, mà chúng ta chỉ uống một giọt là đủ rồi. Tất cả những cái này làm được là phải dựa trên nền tảng đạo hạnh và trí tuệ của người con Phật, thì chúng ta mới chinh phục được nó. Cho nên các con nhớ nha, ví dụ biết lửa là nóng, không rờ vào, có nghĩa là cái bản chất tình yêu của chúng ta cũng là như thế. Muốn biết được tình yêu ra sao, muốn biết được cảm xúc tình yêu ra sao, chúng ta phải tiếp nhận bằng cách đứng gần chút thôi. Đừng có nhào vô khi chúng ta đang học là lú hết, không học được. Nó là chất xúc tác, nó là chất mà hấp dẫn, nó là heroin, đụng vô là nghiện ngay. Cho nên muốn vào phải chuẩn bị tư lương đúng không? Áo giáp sắt, đôi ủng và có một cái chất nhựa dinh dưỡng. Chúng ta sống bằng tất cả giáo lý Phật, dùng ba cái này đi vào tình yêu, chắc chắn tụi con sẽ thành công, không trở thành nô lệ cho tình yêu như người đời. Như thế mới gọi là sức sống của tuổi trẻ, đúng không ạ? Trong tình yêu không ai bắt tụi con, cấm tụi con yêu cả. Nhưng tụi con phải hiểu cho cha mẹ tại sao tụi con đang học, tụi con yêu mà cha mẹ không muốn. Bởi vì cha mẹ đã thừa biết tình yêu là làm cho con người lú lẫn và mất đi một cái nghị lực. Đó là thật sự. Nhưng mà nếu giả sử chúng ta có bản lãnh, chúng ta có hiểu biết, chúng ta có tu dưỡng đạo đức cá nhân, nó thành một cái nội lực. Mà khi chúng ta muốn vào yêu, chúng ta phải hiểu được bản chất tình yêu là gì, và chúng ta phải đi vào bằng cách nào, đúng hướng, đúng theo cái hành trình chúng ta mới yêu. Như thế thì biểu hiện cho cha mẹ đồng ý, với điều kiện học vẫn giỏi, yêu vẫn hiểu biết. Như thế thì không có một cha mẹ nào cản chúng ta cả. Còn nếu cha mẹ cản bởi vì thấy chúng con là còn quá nhỏ. Tại sao quá nhỏ? Bởi vì trong cuộc sống gia đình tụi con không biểu hiện con là đã là người trưởng thành. Cho nên ngủ mà còn phải đợi em ba mẹ kêu mới thức dậy là chết rồi. Đó, như thế thì không yêu được rồi, đúng không ạ? Muốn yêu là phải ý thức đạo đức cá nhân phải phát triển. Học không để cho cha mẹ nhắc nhở, nhưng mà từ khá trở lên. Thầy hồi xưa thầy học khá lắm, nói thiệt. Cái thời của thầy là thời còn nghèo khổ, mà từ năm lớp 6 lớp 9 là được học sinh giỏi và được học bổng 4 năm liền. Dễ sợ chưa? Khi thầy qua Ấn Độ, thầy học thạc sĩ, tốt nghiệp thạc sĩ đó, các vị biết là thủ khoa đạt 73,5%, thầy đạt 73,2%, đứng thứ nhì cho thạc sĩ. Khi tốt nghiệp tiến sĩ mà thầy lập luận trước hội đồng khoa, hội đồng giám khảo và tất cả các học giả đến để chất vấn. Chủ đề của thầy rất hấp dẫn.
Cho nên bình thường người ta 2-3 người hỏi, ở đây 8 người hỏi thầy, trong đó có 4 người mỗi người hỏi 2 câu hỏi. Lần thứ hai là gọi là viber, có nghĩa là chúng ta chất vấn, một vị giáo sư đại diện chất vấn. Bình thường người ta 15 phút, thầy 45 phút, bởi vì quá hay cái chủ đề. Thầy nói như thế không phải khoe tụi con, nhưng mà nói như thế để cho tụi con thấy cái gương tụi con cần phải học nhiều. Bởi vì con người trong thời đại nay, tuổi trẻ mà không học là mất đi một phần nửa của cuộc đời. Có nghĩa là chúng ta bị thiếu một cái chân đi vào cuộc đời, chúng ta sẽ rất khổ. Đã là đệ tử Phật, nếu tu thì tốt, không tu ở ngoài đời phải hơn người đời, từ phẩm hạnh cho tới trí tuệ, tụi con mới xứng đáng vinh danh là đệ tử Phật được. Chứ đệ tử Phật mà đụng đâu nhiễm đó, yêu thì lú lẫn, học thì lười biếng, bất hiếu với cha mẹ, thầy nói còn không nghe, như thế thì Phật tử làm gì? Đó là con của ma chứ không phải con Phật, đúng không ạ? Cho nên chúng ta, tất cả các con ở đây là những cái hạt mầm chắc, được nuôi dưỡng trong một cái mảnh đất tốt, và tiếp nhận những cái nguồn dinh dưỡng tốt từ lời dạy của Phật, qua thông qua các thầy các cô trong Phật giáo, thì chắc chắn rằng hầu hết tụi con sẽ trở thành người có tài có đức cho xã hội, cho Phật pháp chúng ta. Phải tin điều này. Mà muốn được thì chúng ta phải chinh phục cái giải đãi lười biếng, biểu hiện cái sự tinh tấn của đạo Phật. Cái gì mà chúng ta lười, chúng ta phải quyết tâm thì chúng ta mới có được cái nội lực. Nếu mà hút thuốc mà chúng ta bị nghiện, quyết tâm phải dẹp, quán chuyển, giảm bớt nhiều. Làm được như thế, nội lực chúng ta phát sanh, công đức chúng ta đã có, đó mới gọi là tu. Cho nên cái tu của chúng ta nhiều cái để chúng ta bàn thảo dữ lắm. Cho nên trong chùa rất là thú vị, cho tụi con chỉ cần chánh niệm tỉnh giác, để ý tập trung, chúng con sẽ học rất nhiều điều bổ ích. Cho nên thầy nói ngôi chùa là cái nơi chứa đựng toàn bộ các chất dinh dưỡng mà ngoài đời không có. Tụi con phải học được chứ, đúng không? Như các thầy ở đây là đâu, vì các thầy không có tham karaoke, không có tham đi chơi, không có tham đi cine mua sắm, không có tham sắm sửa này kia nọ đủ thứ. Cho nên các thầy mới tập trung học, mà tập trung học thì mới thành tài, đúng không? Còn các con ở đây đâu có cần phải mua sắm, ba mẹ lo rồi, đâu cần phải lo ăn lo uống, đúng không ạ? Đâu cần phải đối diện cuộc sống để kiếm tiền đâu, cha mẹ lo hết. Tụi con, tuổi tụi con là giống như các thầy, chỉ cần học thôi. Mà tụi con không làm được, tụi con làm cái trò trống gì cho tương lai đấy? Đó là cái vấn đề. Là đệ tử Phật, tụi con phải ý thức được vấn đề này. Học là nền tảng cho những người sinh viên học sinh, nền tảng cho con người bước vào đời là bắt đầu từ sự học. Tụi con mà lười học, tụi con đi tu cũng phải học nữa, học hết tất cả. Cho nên cái việc học đầu tiên, học trường lớp mà tụi con không làm được, đó là một cái mà tụi con cảm thấy khó khăn. Thì ra đời tụi con thấy còn thăng trầm bảy nỗi chín lên đên, còn rất nhiều điều khó khăn, cản trở, đối diện, làm sao tụi con qua nổi. Tụi con là một cái trụ cột của đất nước, của Phật pháp, rương cột của giới trẻ của tụi con sau này, những người hậu tấn. Mà tụi con không tô bồi thì ai tô bồi đấy? Quá dở, đúng không ạ? Cho nên các con cũng phải nghĩ rằng hạnh phúc cho các con có đủ cha mẹ, hạnh phúc hơn các bạn khác là các con được cha mẹ nuôi nấng ăn học thành tài, đầy đủ điều kiện. Mà tụi con không học được, tụi con thấy có một số bạn trẻ như tụi con không có được sự vun bồi của cha mẹ. Cha mẹ không đủ tiền cho ăn học, mà phải tự vào Sài Gòn, vừa đi dạy kèm, vừa đi bán cà phê, vừa đi bưng bê, để nuôi dưỡng cái việc học thành tài đạt đại học. Mà học trò thầy là một số người mà thầy nói là những em sinh viên nghèo từ các tỉnh vào, thầy nương tựa thầy. Cho nên thầy hỗ trợ động viên các em nhận thức được, các bạn nhận thức được bây giờ thành tài hết. Huống hồ chi các con là sống trong thành phố hay là ngoài thành phố, nhưng có đầy đủ cha mẹ, có cái đầy đủ vật chất,
cha mẹ lo cho ăn học thì các con không thể học dở được, không thể không hoàn chỉnh được việc học. Ý thức được như thế là chúng con đã tu rồi đó. Tu là như thế, không cần tụi con phải ở mức độ nào cả. Có phải không ạ? Cho nên cái nguồn mà dinh dưỡng quan trọng nhất mà ngoài đời không có là tụi con phải thường vào chùa, thường tham dự khóa tu như chùa Hoằng Pháp tổ chức. Tụi con ngày càng tụi con sẽ học những điều hay, lợi dưỡng cho tụi con nhiều lắm. Điển hình như các thầy, các thầy được quân tập từ chùa, cho nên quân tập theo lời dạy của Phật, cho nên mới thông minh, đúng không? Không thông minh sao đạt được tiến sĩ? Nó thực tế, không có tài sao mà có chức vụ 5-7 cái chức vụ? Đó là thực tế. Để cho tụi con thấy rằng tụi con ngoài đời cần phải nuôi dưỡng, hấp thụ những cái chất dinh dưỡng, làm sao để tụi con phát huy được cái tiềm năng của tụi con. Và tụi con phải giỏi hơn các thầy mới đúng chứ. Bởi vì tụi con ngoài đời, tụi con phải còn hiểu hơn những cái chuyện gì trong cuộc đời tụi con phải hiểu, để tụi con sẽ vấp phải, sẽ đối diện. Cho nên vừa phải hoàn thành được cái hành trang ngoài đời cho một tuổi trẻ sinh viên, tụi con phải hoàn thiện thêm, tô điểm thêm cái nguồn tu đạo đức tâm linh từ những mái chùa của chúng ta, từ những khóa tu. Hai cái này là cái kiền, phải không? Là cái kiền vững chắc, là một đôi chân vững chắc để bảo hộ cho của con đi vào trong cuộc đời không bao giờ bị thất bại. Người đời người ta có thể chinh phục nhau bằng tiền bạc, vật chất, địa vị, nhưng mà người Phật tử chúng ta, đệ tử Phật, Đức Phật và các thầy dạy chúng ta đi vào đời muốn chinh phục được con người là chúng ta phải tô dưỡng đạo hạnh của chúng ta lên. Làm sao phát sanh được trí tuệ, hai cái này đủ hành trang chúng ta vào đời, đủ trở thành cái cục 500, đi đến đâu là kim loại tự nhiên automatic hút về cái cục 500 đó. Như vậy mới gọi là ngũ xạ tự nhiên hồi. Đó, phải học như thế. Học được quan điểm, học được nhận thức, học được cái tư tưởng đó từ trong chùa. Chứ mình không cần như người đời là phải khoe cái vị trí, khoe thế này đó. Người ta đến vì vị trí của mình thôi. Khi gặp vị trí, phải không? Rồi cái tài năng, tiền bạc chúng ta hết, người ta cũng chia tay mình luôn. Cuộc đời nó là như vậy. Cho nên làm sao chúng ta ra đời, chúng ta kết lại những người bạn thân, mà làm sao để cho những con người ta khác quý mình, là quý bằng cái tâm phục, khẩu phục vì đạo hạnh và trí tuệ của chúng ta. Có như vậy tụi con mới xứng đáng là đệ tử Phật. Có như vậy tụi con mới gọi là người trưởng thành, mà có như vậy tụi con mới gọi là đáp báo hiếu cho cha mẹ. Sống như thế nào không cần cha mẹ phải lo lắng nữa, mà mình vẫn trở thành một con người hữu dụng. Để đừng để cha mẹ mang tiếng, mà phải được hương thơm, cha mẹ phải được thơm lây bởi cuộc sống của chúng ta. Rất là thực tế như vậy. Cho nên tuổi trẻ tụi con có rất nhiều cơ hội. Các con phải ráng trường tới chùa, ráng thường tham dự khóa tu để tiếp nhận cái nguồn dinh dưỡng nuôi mầm sống tiềm năng của chúng ta, phát triển thành một cái con người hữu dụng cho xã hội, cho đất nước và cho Phật Pháp. Điều này là tụi con phải cần. Đừng bao giờ tiếp nhận cái nguồn dinh dưỡng mà bất lợi để mà nó làm chết đi cái mầm sống của chúng ta. Cho nên cái sức sống của tuổi trẻ mà thật sự á, là phải được nuôi dưỡng từ đạo hạnh và trí tuệ. Chất nuôi dưỡng này chỉ có trong chùa mới có được thôi. Còn trường lớp của chúng ta học là để trang bị cho chúng ta kiến thức thôi. Có phải không ạ? Còn ai là người trang bị đạo đức cho chúng ta? Các thầy trong chùa, các sư cô trong chùa mới trang bị được. Cha mẹ chúng ta vẫn trang bị đạo đức. Chẳng những trang bị đạo đức mà trang bị luôn kiến thức. Nhưng mà các thầy là những người hành giả. Trang bị đạo đức cho chúng ta là bởi vì các thầy đã từng trải nghiệm, từng cảm nhận bằng giáo lý Phật. Cho nên lấy những cái tinh ba nhất truyền đạt cho tụi con. Cho nên tụi con phải rất hạnh phúc, thấy được là mình được các thầy, các cô yêu quý. Về Phật giáo, về tâm linh, các thầy luôn nuôi dưỡng mầm sống của tụi con, luôn đưa một cái chất dinh dưỡng vào cho mầm sống phát triển cho chúng con. Ngoài ra ở ngoài đời,
chúng ta người thân nhất là cha mẹ là cái người luôn động viên tưới phân tưới nước cho tụi con phát triển thành những cái cây cổ thụ. Cho nên tụi con cần phải hút, cần phải tiếp nhận, nhưng mà phải biết gạn lọc mới gọi là đệ tử Phật. Giống như thầy nói đó, muốn biết được cái vị mặn của biển thì chúng ta nếm một giọt, đừng bao giờ mà đắm chìm. Giống như là muốn biết được cái hương khói của thuốc, không hít một hơi ngắn thôi là cũng biết rồi, đâu cần hút cả điếu thuốc mới cảm nhận được. Đó là cái chúng ta biết là hòa nhập trong cuộc đời nhưng không bị hòa tan là nghĩa đó đó. Cái gì cũng biết hết, cái gì cũng trải nghiệm, nhưng mà phải dùng cái hành trang là đạo hạnh và trí tuệ để trải nghiệm. Đừng bao giờ dùng cái tham lam, đừng bao giờ dùng cái sự ham thích để chúng ta mà trải nghiệm là chúng ta chết. Chúng ta say đắm và đắm chìm. Một ly rượu, một ly bia cũng vậy. Khi tụi con lớn, tụi con cũng cần phải nếm được một chút để hiểu biết, đúng không? Nhưng mà nếm một chút, uống ngậm thôi á, cũng biết được thế nào là rượu sâmban, thế nào gọi là bia, vân 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 vân. Còn các thầy thì khác à, các thầy thì không thử. Nhưng mà các con cần phải thử để chi? Biết được nó, tụi con mới chinh phục được nó. Cho nên muốn thử là phải dùng đạo hạnh và trí tuệ, có nghĩa là phải nhận thức đúng đắn khi chúng ta thử. Cho nên uống ít thôi, một ngụm là đủ rồi. Không giống như người đời mà bia uống thử đi, uống cả một ly mới gọi uống thử, coi chừng từ từ chết vì bia và rượu. Rất là đơn giản như vậy. Có vẻ mà. Cho nên năm nay là thầy nói cho các con á, cái chủ đề sức sống của tuổi trẻ là biểu hiện được cái nguồn sống mãnh liệt, nhiệt tâm, phát triển, và nó có đầy cái năng động sáng tạo cho cái cuộc sống của tuổi trẻ. Nhưng mà muốn có được như vậy thì tuổi trẻ tụi con phải cần được nuôi dưỡng trong một mảnh đất tốt, phải không ạ? Và được chăm sóc và tưới những cái chất dinh dưỡng thật sự có lợi cho cây. Mà như nãy thầy nói, có 5 điều tụi con cần phải tiếp nhận nguồn dinh dưỡng, thì những cái điều này mới tô điểm cho cái mầm của tụi con, nuôi dưỡng cái mầm của tụi con trở thành những cây đại thụ để tạo bóng mát cho cuộc đời, tạo bóng mát cho những đời thế hệ trẻ của đời sau của tụi con. Và nếu nói lên Phật giáo, tụi con mới biết tiếp thu cái nguồn dinh dưỡng cho cái mầm sống của tụi con là tụi con phải trang bị những cái giới luật, những cái ứng xử mà đạo Phật dạy cho tụi con, thì tụi con có thể trở thành cái cục 500, đi đến đâu người ta đều hướng về tụi con, bởi vì cái sức hút của tụi con quá mạnh đi. Như thế thì đâu cần để mà cọc đi tìm châu, phải không? Đúng không? Không cần cọc đứng im vậy mà châu phải đi tìm, đúng không? Bây giờ ngược lại, làm sao mà cọc phải đi tìm châu? Đó là cái mà Phật giáo dạy chúng ta. Hãy tô điểm đạo đức cá nhân, hãy tiếp nhận cái nguồn dinh dưỡng từ mái chùa, từ những cái khóa tu mùa hè như chùa của chúng ta ở đây và tất cả những nơi khác. Học được như thế, biết gạn lọc, thì chúng ta mới tiếp nhận được cái nguồn dinh dưỡng thật sự, trở thành cái cây đại thụ, trở thành một cái hạt kim cương có giá trị cho cuộc đời, trở thành cái cục 500 để chinh phục tất cả nhân tâm của con người trong cuộc đời của chúng ta. Có như vậy, chúng ta mới xứng đáng hai chữ đệ tử Phật. Ba chữ đó. Đó là một cái chủ đề, gọi là cái hành trang cơ bản cho tất cả tụi con suy nghĩ lại, để tụi con làm sao hy vọng rằng 3.300 mấy chục hành giả, sinh viên học sinh trong khóa tu mùa hè này, tạo thành mấy trăm ngàn cái cây cổ thụ lớn che toàn bộ cái cuộc đời và làm màu xanh của cuộc đời ngày càng phát triển là do vai trò chánh của tụi con đóng góp. Chúc các con luôn nhiều sức khỏe và thành công. Quan lâm đến đường để
trả lời những thắc mắc của các bạn xoay quanh chủ đề hôm nay. Và giờ đây kính mời toàn thể hội chúng đồng đứng lên chắp tay trang nghiêm để cung kính đại đức thượng sư hội viên sĩ Lê Ba Phong Di Lặc. Kính mời chúng đồng niệm Phật. Nam mô A Di Đà bây giờ chương trình vấn đáp xin được phép bắt đầu. Xin mời câu hỏi đầu tiên. Bạch thầy, con ở giảng đường khu D lầu 2. Nam mô A Di Đà Phật, cho con hỏi con đứng phải chuyện tình cảm trong của trường học. Con và người ấy có tình cảm với nhau nhưng con rất muốn học thật giỏi để bố mẹ hãnh diện vì con. Nhưng con không thể tập trung được vì lúc nào cũng nghĩ đến chuyện tình cảm. Mong thầy chỉ cho con cách thoát ra khỏi chuyện tình cảm đó và chú tâm vào học hành. Mong thầy quan hệ chỉ cho con. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi. Cái tình yêu á là điều không thể thiếu đối với cuộc sống con người của chúng ta. Nó cũng là một cái chất xúc tác, là một cái chất dinh dưỡng để làm cho chúng ta trưởng thành từ cái tình yêu. Nhưng mà quan trọng nhất là cái tình yêu này, cái chất dinh dưỡng này chúng ta bón cho cái mầm của chúng ta độ lượng bao nhiêu để cái mầm nó có thể hút được đúng theo cái khả năng của cái mầm đó.
Giống như một cái cây mà tưới quá nhiều nước thì thế nào? Úng chết. Tình yêu cũng rứa. Nếu chúng ta biết chăm bón, tưới vào cái tình cảm khô khan của ta đầy đủ, biết đủ, thì nó lại ngược lại là chất dinh dưỡng để làm cho chúng ta trưởng thành. Cho nên nãy ta nói tình yêu là con dao hai lưỡi, chỉ có thể được phép cho những người nào sử dụng phải biết được tình yêu hẳn đi vào. Có nghĩa là phải biết được sử dụng con dao thì mới nên nắm con dao. Nếu một người mà nắm con dao mà biết được sử dụng nó thì chính dùng con dao đó sẽ sắc gọt để hỗ trợ cho chúng ta làm nhiều việc lợi trong cuộc sống. Nhưng nếu một người mà không biết cầm con dao đúng nghĩa thì chính con dao đó nó sẽ giết người bất lợi, làm điều ác. Tình yêu nó cũng vậy. Không có một bạn nào khi bắt đầu trưởng thành mà không đối diện cái tình yêu hết. Nhưng mà tụi con phải nhớ, khi tụi con đi vào mà tụi con muốn chinh phục được nó, tụi con muốn làm chủ được nó, tụi con muốn tập trung được học hành, đòi hỏi tụi con phải hiểu về nó trước hẳn. Khi hiểu rõ về nó rồi tụi con mới chinh phục được chứ, đúng không ạ? Như thế thì hiểu như thế nào đấy? Tình yêu á, khi thầy còn học đại học Anh ngữ đó, thầy bóc ngay cái đề tài tình yêu mới chết chứ. Mà cô hiệu trưởng lại là cái người chắc thầy thuyết trình về tình yêu. Nhưng mà khi nói tới tình yêu, nãy thầy nói là nói rõ là tình yêu thương, không phải dành cho trai gái không, mà là giữa cha mẹ với con cái, giữa anh em với nhau, những người bạn thân với nhau. Đó cũng sử dụng được I love you. Đó là thực tế. Nhưng mà bởi vì chúng ta quân tập những cái nam nữ riết vào trong đầu, cho nên cái chữ lơ cứ nghĩ tới trai gái không, cho nên chúng ta mới khổ. Cho nên tình yêu nó có hai mức. Tuổi của con rất nhạy cảm, không phải một mình bạn trẻ này mà tất cả hầu hết thanh thiếu niên từ 15, hồi xưa là từ 18 mới biết. Đời của thầy 19 cũng chưa biết gì cả. Nhưng đời tụi con hơn các vị tiền bối 13, 12 đã biết dòm ngó rồi. Nhanh như vậy. Nhưng mà tụi con phải nhớ là bây giờ mình cứ cho là từ 14 tuổi cho tới là 20 tuổi, tới 21 tuổi là giai đoạn tình yêu romantic love, tình yêu lãng mạn. Và từ 21 tuổi trở lên gọi là rightly love, tình yêu đúng đắn. Thế thì tụi con phải hiểu được hai nghĩa này trước. Thì tụi con sẽ coi cái tuổi tụi con đang ở dạng nào, loại một hay là loại hơ. Loại một hay loại hai. Con ở dạng một. Nếu mà dạng một thì tụi con phải nhìn rằng tụi con có bạn gái đó là một điều bản chất tất yếu của những giới trẻ, là những con người đời phải là như thế. Nhưng mà tụi con phải nhớ là đang giai đoạn một, có nghĩa là tụi con chỉ là rất, tình yêu đó là lãng mạn, có nghĩa là rất không bền, dễ thay đổi. Đó là sự thật. Và tình yêu đó là xuất phát từ cái cảm xúc, từ cái cảm tính, chứ không phải bằng cái đầu óc đúng đắn cho cái quan điểm tình yêu. Cho nên hôm nay gặp cô này đẹp, mình thích. Mà mình thích thì mình dễ thích, dễ đắm. Nhưng mà cũng dễ quên khi chúng ta không còn thích nữa. Giống như thay áo vậy. Phải hiểu được như thế. Như vậy thì khi mà tụi con bước vào giai đoạn yêu đầu tiên là romantic love, là tình yêu lãng mạn, tụi con đừng nghĩ rằng đó là cái người cuộc đời mình chỉ có một người này thôi. Đừng nghĩ như vậy. Và chỉ coi đây là một cái người bạn. Chúng ta tập bắt đầu giao lưu với một người bạn khác phái chúng ta. Phải nghĩ như thế, là một người bạn chứ không phải người yêu chúng ta. Mình chưa đủ để hiểu được cái người yêu là gì đâu. Mà gọi là người bạn mình đang chập chững bắt đầu chính thức giao lưu, giao thiệp với một người khác phái, đúng không? Phải hiểu được. Mà đã là người bạn thì chúng ta phải cư xử trong tình bạn trước. Trong tình bạn nó thấm từ từ bắt đầu mới sanh được cái tình cảm. Còn tất cả tụi con sở gì mà tụi con á,
là đi vào yêu mới yêu, tụi con không bao giờ học hành được, bởi vì tụi con coi đó là cái cứu cánh, coi đó là cái mà thật sự tụi con phải cố mà đạt được. Nhưng không biết đạt nó luôn thay đổi theo tư tưởng, cảm xúc và tính nết của chúng ta. Nghĩ như vậy mà tụi con biết dùng nó là con dao. Khi chúng ta tiếp xúc với một người bạn gái hoặc một người bạn trai đầu đời của chúng ta, tiếp xúc đây có nghĩa là cái sự quen biết bắt đầu chính thức làm bạn với nhau, thì chúng ta phải biểu hiện mình là người con trai, mình phải có một cái gì lịch thiệp của người con trai, và phong cách người con trai đối với một người phụ nữ thì mình phải làm sao, và ngược lại, người phụ nữ đối với một người bạn trai mình phải biểu hiện như thế nào để mà có được cái nét đẹp của người phụ nữ chứ. Nhưng mà các con ở đây quen nhau, thử hỏi bây giờ con bao nhiêu tuổi rồi? 15 tuổi mà đã biết yêu rồi. Có lẽ là bạn gái thì quá xuất sắc về mặt hình dạng cho nên là nó đập vào mắt nó vậy thôi chứ. Cho nên ở đây thầy nói thế này, cái phương pháp đạo Phật của mình, khi làm sao để mình yêu mà mình có được tâm trí học hành, thì đòi hỏi đầu tiên mình phải nhận thức như thầy nói trước. Khi có nhận thức rồi, bây giờ chúng ta mới có một cái công cụ làm thế nào để làm chủ được mình, khi chúng ta có thể tập trung được việc học và tình yêu chúng ta cũng có thể là để ý được. Cho nên tụi con nhớ nè, từ thứ hai cho tới thứ bảy tụi con phải tự nỗ lực tự thân. Nó rõ ràng, học chuyên môn là học, để rồi ngày chủ nhật là cái ngày không thể học, chúng ta dùng cái ngày đó là ngày dành riêng cho người bạn của chúng ta. Để làm gì? Để chúng ta lắng nghe, chúng ta tiếp xúc, chúng ta hiểu được, chúng ta chia sẻ hết những gì trong lòng chúng ta hết đi, học hỏi hết đi. Mình phải có giới hạn. Nếu tụi con tập được như vậy á, thì ngược lại là nó là cái chất xúc tác để cho tụi con ngày càng trưởng thành và tập trung học nhiều hơn nữa. Giống như ly nước này, bạn đang khát nước, bạn phải cần có nước uống, đúng không? Không ai mà khát nước không cần nước cả. Cho nên chúng ta phải có sự thông cảm và phải tôn trọng bạn. Như vậy thì chúng ta uống như thế nào? Chúng ta phải biết xem khi khát nước thì chúng ta dùng nước trà ấm chúng ta uống thì nó sẽ trị được cơn khát. Nhưng mà hầu hết giới trẻ tụi con khát nước là uống cái gì? Nước đá nè, Coca-Cola nè, Pepsi nè, để tin đủ thứ á. Cho nên khát dài dài, đó là chúng ta khổ vì chúng ta không biết. Cho nên hôm nay chúng ta đã học được Phật Pháp rồi, thì tụi con phải nhớ một điều như vậy. Hiện giờ chỉ là một người bạn thật sự, một người bạn khác phái, chúng ta đang tập để giao lưu, để làm bạn. Chứ tụi con chưa nghĩ là cái chữ yêu là gì đâu. Cho nên có một số người nói yêu là chết trong lòng một ít đó, phải không? Và cái yêu nó là như thế nào để có được cái tình yêu đúng đắn, thì chúng con phải ráng tu tập nhiều, nghe pháp nhiều, chúng con sẽ hiểu được. Cho nên ở đây thầy nói với lại bạn ở đây câu hỏi này, thì tụi con phải phân định giai đoạn này là giai đoạn tụi con rất lãng mạn. Cho nên người bạn con quen được đó là cái duyên, nhưng mà đừng chấp vào cái duyên lúc nào cũng coi như là lúc nào mình cũng không bao giờ rời. Chắc chắn sẽ rời, bởi vì nó không bền đâu. Đó là quy luật của tình yêu ban đầu. Mà cái ban đầu rất quan trọng. Nếu tụi con không khéo á, mà tụi con mà chia tay rồi tụi con thất tình là tương lai sự nghiệp tụi con đổ vỡ hết. Đó là thật sự, nó là con dao hai lưỡi. Cho nên thầy khuyên bạn một điều rất gọn thôi. Thứ nhất, nhận định rõ được cái tình yêu của mình ở lứa tuổi mình là tình yêu lãng mạn, nó chưa thật sự ổn định chín chắn. Cho nên đừng có dựa hẳn vào nó để mà chúng ta mất đi cái nhận thức và mất đi cái tự chủ. Cái thứ hai, muốn tập trung được việc học thì chúng ta phải nhớ chia đều thời gian ra. Giờ nào việc học, nhất nhất là việc học. Ngày cuối tuần
cái ngày mình dành trọn cho người bạn gái của mình. Không ai nói được mình. Nhưng khi mà ngày đó đã dành trọn rồi đó, nói hết những gì trong một tuần rồi đó, thì tuần sau bắt đầu một tuần mới, mình phải tiếp tục trở lại việc học. Cho tới khi nào thứ bảy chúng ta mới được quyền nghỉ tới. Cho nên mỗi con người chúng ta phải tự quân tập, tự phải có bản lãnh. Mà muốn có được như thế mình phải hiểu được, mình mới chinh phục được nó. Cho nên khi mà một cái pháp môn nữa là khi tụi con lúc nào cũng nhớ được bạn gái đó, thì chúng ta phải nhớ một điều là chúng ta niệm Phật nhiều vào. Niệm Phật mà hình ảnh chúng ta nhớ được hình ảnh Phật, đó cũng là một trong những phương pháp làm giảm bớt đi cái sự mà chúng ta lúc nào cũng nhớ tới người yêu của mình. Cho nên hôm nay là cái câu hỏi này thì khuyên bạn trẻ này, thứ nhất là nhận định rõ được tình yêu trong cái lứa tuổi của chúng ta là gì. Thứ hai nữa là phân định ra giờ học, giờ yêu rõ ràng. Mình làm được như vậy thì mình mới không khổ, mình mới làm chủ được mình. Và nếu mà nhớ hoài á, thì niệm Phật càng nhiều là chúng ta lấn áp đi cái hình ảnh của người bạn gái. Hình ảnh Phật đẹp dữ lắm đó, đúng không? Đẹp hơn mình nữa chứ. Cho nên mình tận hưởng cái đẹp, thay vì mình nhớ bạn gái, mình niệm Phật để mình nhớ Phật. Từ từ đi, con sẽ thấy, con sẽ quên dần dần. Bởi vì mình quân tập, coi như là giống như đi trong sương móc, nó phải thấm từ từ, nó sẽ ướt cả toàn áo. Hôm nay tụi con niệm Phật một phút, tụi con nhớ Phật rồi, qua phút thứ hai tụi con nhớ người yêu. Nhưng ngày mai con tiến bộ hơn nữa, một phút rưỡi tụi con nhớ Đức Phật. Cứ như thế lần lần nó lớn dần dần. Chỉ cần con bền chí nghe theo các thầy dạy, niệm Phật nhiều vào, nhớ Phật nhiều vào, là đó là phương pháp tối ưu mà thầy muốn chia sẻ với con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên cho phép con cùng tất cả các bạn ở đây lời tri ân đến Đại Đức về bài giảng vừa qua. Qua bài giảng vừa rồi, con xin có một thắc mắc nhỏ xin Đại Đức giải đáp. Kính thưa Đại Đức, sức sống của tuổi trẻ thật sự rất mãnh liệt. Nhưng hiện nay trong giới trẻ đang có rất nhiều bạn, và cũng như đôi lúc ở bản thân con, mặc cảm và tự ti về bản thân mình, đã khiến cho mình tự cô lập hoặc có khi là dẫn đến cái chết mà không cần thiết. Vậy kính mong Đại Đức hoan hỷ cho lời khuyên cho tất cả các bạn gặp hoàn cảnh này, cũng giống như tất cả chúng con, để có thể cảm thấy tự tin hơn về chính bản thân mình. Con đến từ giảng đường nào, tên gì, nói cho các bạn biết luôn. Dạ, con tên là Nguyễn Lê Diệu Phúc, pháp danh Diệu Âm Huệ Như, đến từ giảng đường khu A. Ở đây thì thầy nói riêng cho bạn vừa rồi, cũng là nói chung cho tất cả những ai đang có mặc cảm tự ti cho chính mình. Thứ nhất là các con phải nhìn rõ được nhân vô thập toàn, đúng không? Đúng không ạ? Ông bà mình nói có nghĩa là gì? Sống ở đời mỗi con người không ai toàn vẹn cả. Mà tiếng Anh của nó là gì? Nobody is perfect. Cái điều này muốn nói cho chúng ta thấy rằng mỗi con người chúng ta đều có cái ưu và cái khuyết, không ai hoàn chỉnh hết được. Như vậy thì tại sao chúng ta lại tự ti mặc cảm? Và điều thứ hai nữa là Đức Phật khẳng định cho chúng ta là gì? Đức Phật là con người có thật trong cuộc đời, giống như tất cả như chúng ta. Thì chúng ta cũng là một con người. Trong một cái bình thường của con người, Đức Phật có một cái tiềm tàng rất mạnh mẽ, một cái phi thường đó, cho nên Ngài thành Phật. Ngài thấy được rõ như thế, Ngài khẳng định chúng ta cũng sẽ thành Phật nếu như theo giáo lý của Đức Phật. Mà nói rõ hơn nữa là mỗi con người chúng ta tuy là mang cái thân của con người, nhưng mỗi con người đều có một cái tiềm năng rất quý giá cho chính mình, gọi là cái sở trường đó. Chúng ta có cái tiềm năng chứ. Mỗi người đều có một cái khả năng khác nhau. Bạn này thì thích đờn, chuyên môn về âm nhạc. Bạn kia chuyên về luật chẳng hạn. Bạn kia chuyên về kinh doanh. Bạn này nghiêng về
lĩnh vực thương mại vân vân, đại khái mỗi bạn đều có cái tiềm năng sở trường riêng. Như thế thì chúng ta không thể nào chúng ta lại được phép có một quan điểm tự ti mặc cảm trong lòng chúng ta. Nói về khả năng, con người ai cũng có khả năng cả, đúng không ạ? Khả năng đó nó mới nuôi dưỡng được cái tương lai của chúng ta. Mà nếu như chúng ta biết được cái tiềm năng của chúng ta, tại sao chúng ta phải mặc cảm tự ti? Bởi vì chúng ta nghĩ chúng ta không bằng bạn. Tại sao chúng ta nghĩ chúng ta không bằng bạn? Ai nói chúng ta không bằng bạn? Có người nào phát biểu chúng ta không bằng bạn đâu? Không ai, tự mình nghĩ thôi. Bạn mình đâu có hoàn toàn, mình cũng đâu hoàn toàn. Tất cả chúng ta đã và đang tiếp nhận cái nguồn dinh dưỡng để nuôi cái mầm sống, và ai cũng được quyền, và cái quyền và bản chất đó là mầm sống mà được nuôi dưỡng chu đáo chắc hẳn sẽ trở thành những cây cổ thụ lớn. Con không có một cái khả năng như bạn về lĩnh vực này, nhưng con có một khả năng khác mà bạn không có mà ở lĩnh vực khác. Cho nên con phải tự nhìn rõ được cái điều đầu tiên nhất là mỗi con người đều có cái tiềm năng trong bản thân chúng ta. Mà cái tiềm năng đó, trách nhiệm chúng ta phải nhận rõ được để chúng ta nuôi được cái mầm đó phát triển thành cây. Đó là cái thứ nhất. Mình phải tự tin mình sẽ có cái riêng của chính mình. Cái thứ hai, con không bằng bạn về lĩnh vực nào. Nếu con không bằng bạn về lĩnh vực vật chất thì bạn có xe Honda. Con không có xe Honda, con có xe đạp cũng là phương tiện, cũng đưa con đến một cái ngôi trường học hành bình thường vậy. Mà cho dù á, con không có xe đạp, bạn có xe Honda, con không có, con đi bộ cũng là đôi chân của con, là cái phương tiện cho chúng con cũng đạt được cái mục đích là đã đến trường, cũng đã đi học vậy. Tại sao con nói là con thua bạn là thua cái gì? Thua là khi nào mình không còn đôi chân để mình đi như bạn. Nhưng mà cho dù á, các con thấy những em tàn tật như chùa của thầy, tàn tật, khuyết tật, bại não, nhũng não, mồ côi, vân vân, nếu con nói con tự ti mặc cảm vì không bằng ai thì các em đó lại không bằng con chứ, đúng không? Mà các em có thể vươn lên được, người kiếm thị có thể học hành thành tài được. Bây giờ các bạn vẫn bấm nguyệt massage để phụ cho cái công việc từ thiện, các bạn vẫn có thể mà đánh vi tính được như thường vậy. Đó là cái mình phải học được. Mình còn đầy đủ tay chân, còn khối óc, mình không được phép coi thường chính bản thân mình, cũng không được xuất hiện cái tự ti mặc cảm mà mình nhìn còn có những người còn đau khổ, phải không? Rồi có những người mà còn bất hạnh hơn chúng ta mà họ vẫn tiếp tục sống, họ vẫn có thể biểu hiện được cái khả năng của họ. Tụi con không tin khi nào về chùa Kỳ Quang tụi con coi các em nó như thế nào. Hát rất hay, đàn rất giỏi, đánh vi tính cũng cừ, mà vừa cũng một số người cũng bấm nguyệt massage để kiếm được đồng tiền. Cho nên họ khẳng định họ tàn nhưng họ không phế. Mắt họ mù nhưng mà tâm họ sáng. Họ sáng là họ thấy được cái trách nhiệm của họ cần phải vươn lên. Cho nên các bạn không có coi thường bản thân mình, các bạn không tự ti mặc cảm, đánh bạc cái đó để phát triển được cái sự nghiệp tương lai. Như thế thì thầy hy vọng rằng con đừng bao giờ tự ti mặc cảm, mà tụi con phải nhớ là mình phải hãnh diện. Bởi vì mỗi con người mình có cái tiềm năng riêng của mình. Mình hãnh diện là mình vẫn còn có cha có mẹ. Mình hãnh diện mình có là một con người đầy đủ tay chân, mắt thấy tai nghe đầy đủ, nói chung là có tất cả. Còn cái mình đạt được chưa thì mình bây giờ mình mới dùng cái hiện giờ có, mình nuôi dưỡng bằng cách là mình tham gia khóa tu, đúng không ạ? Bằng cách là mình phải cố gắng thực hành những điều mà thầy nói, bơm vào những chất dinh dưỡng đó, chắc hẳn mình sẽ trở thành cây cổ thụ. Mình phải tin được điều đó. Đã là đệ tử Phật phải tự tin cho mình, bởi vì trong người mình có vốn Phật tánh. Phật tánh đó sẽ làm cái nền cho chúng ta đi vào cuộc đời thành công tất cả mọi lĩnh vực. Các bạn kia có già tài giỏi cỡ nào, có giàu sang các cỡ nào, nhưng chưa bằng mình có thể là họ hiếu thảo với cha mẹ như mình. Mặc dù mình không bằng ai, tài vật mình không có đầy đủ, mình nghèo thiệt, nhưng mà lòng nhân ái mình giàu chứ, có phải không ạ? Đó là cái không được phép tự ti mặc cảm. Mà tụi con phải nhớ là mỗi con người của tụi con đều có một cái tiềm năng, mà tụi con có trách nhiệm phải phát huy cái tiềm năng của mình bằng tuệ giác của Đức Phật mà tụi con đã từng học.
Đừng có coi thường mình, phải biết tôn trọng mình và phải vươn lên, bởi vì mình là một cái hạt sen từ bùn nở ra hoa sen tương lai. Chỉ cần tụi con cố gắng tôi luyện là tụi con sẽ thành tài. Con hiểu được không? Cho nên chúc các bạn mà có một cái quan điểm mà tự ti mặc cảm, các bạn phải nhanh chân, phải nhận thức thấu đáo, dẹp bỏ đi quan điểm đó và phải tự tôn vinh chính mình, phải biết tôn trọng mình để phát huy. Đó là cái mà chúng ta luôn luôn vốn sẽ thành công được. Xin mời câu hỏi thứ ba. Dạ, A Di Đà Phật. Xin đầu tiên con xin cảm ơn thầy về bài thuyết giảng vừa qua. Con xin hỏi giùm bạn con là Thủy Tiên ở thành phố Hồ Chí Minh. Đối với giáo lý nhà Phật thì mình nên nhân rộng tình yêu đôi lứa thành tình yêu thương nhân loại chúng sanh. Vậy thì mình phải làm thế nào khi có người khác có tình cảm với mình mà mình đối xử làm sao để đúng với như lời Phật dạy? A Di Đà Phật. Xin cảm ơn con. Thầy khẳng định cho tụi con như thế này: Đức Phật chưa bao giờ tuyên bố là tình yêu phải nên trân trọng biến thành tình yêu thương nhân loại. Đức Phật chưa bao giờ nói. Tình yêu là tình yêu. Mà tình yêu này nãy thầy nói là có nhiều loại tình yêu. Bây giờ thầy đang nói về lĩnh vực tình yêu mà tôi lứa như là bạn gái nói nè. Cái tình yêu nhân loại nó khác với tình yêu của trai gái chứ. Khác nhiều lắm. Tình yêu nhân loại là mình lấy cái tâm bao dung bình thường, đúng không ạ? Một cái lòng từ để mình trân trọng, mình yêu thương mọi người, không phân biệt trai gái, không phân biệt già trẻ béo lớn. Có nghĩa là tình yêu thương nhân loại là không có một cái tâm phân biệt. Nhưng mà tình yêu đôi lứa là ích kỷ nhỏ mọn phân biệt. Mà tình yêu đó là cái tình yêu vị kỷ. Tình yêu này là tình yêu mù quáng, nó rõ ràng. Nhưng mà nếu giả sử tụi con đi vào biết cách ứng dụng lời Phật dạy vào trong lĩnh vực tình yêu, thì tình yêu đó trở thành chất xúc tác để phát triển cái cuộc sống của chúng ta. Cho nên Đức Phật không bắt buộc chúng ta là không yêu. Thế mà trong giới luật chưa bao giờ bắt chúng ta là con không được yêu, Ngài chưa nói. Trong năm giới đâu có. Cho nên chúng con khi tới tuổi trưởng thành yêu, tụi con cứ mạnh mẽ, tự nhiên như bạn này nè. Bạn nào đâu rồi, đâu rồi? 15 tuổi. Mạnh mẽ như vậy. Nhưng mà mạnh mẽ như thế là trong cái sự hiểu biết, trong cái sự tư vấn của cha mẹ. Cha mẹ không bao giờ cản trở tụi con yêu nếu như tuổi đã lớn. Nhưng quan trọng nhất là tụi con làm sao tình yêu và việc học hành, tình yêu và trách nhiệm tương lai của tụi con không thể bị coi thường. Và bây giờ cái thứ hai nữa là tình yêu là tình yêu, không thể biến thành cái tình yêu thương nhân loại. Đó là cái khẳng định thứ nhất. Khẳng định thứ hai, nếu một người bạn nào mà yêu mình, mình phải cư xử như thế nào để hợp được giáo lý Phật thì quá tốt, bình thường rồi. Nếu một người bạn ngỏ lời yêu mình mà mình không yêu họ thì mình phải làm sao? Biểu hiện một cách khéo léo, lịch thiệp, tế nhị, trả lời rõ ràng. Mình không có nhân duyên, đúng không? Giáo lý Phật đưa vô. Tình yêu mà một chiều thì dẫn đến cái sự đau khổ cho bạn. Hiện giờ mình không có cảm xúc với bạn thì nên trân trọng, là chỉ là bạn quý mình thì mình trân trọng cảm ơn. Nhưng mà đến mình bằng cái tình yêu của trai gái thì mình không có được ở đây, bởi vì mình không có xúc cảm. Thì nếu quý mình thì coi như là tình bạn bình thường. Cứ nói thẳng, tình yêu là phải nói thẳng, không nói thẳng là khổ. Đừng bắt chước theo phim Hàn Quốc đó, yêu là phải dự định, gìn giữ rồi chất chứa, rồi âm thầm để người khác hiểu lầm, người ta quen bạn gái mình thì mình khó xử. Cho nên tình yêu là cái một cơ hội đến là chúng ta chụp liền, nhưng mà chụp bằng trí tuệ, nhanh gọn chính xác. Đúng không? Cho nên một người mà yêu mình, mà nếu mình yêu họ thì mình phải dùng giáo lý mà để áp dụng vào tình yêu như thế nào. Thứ nhất, nên trân trọng đối tượng mình yêu. Cái thứ hai, yêu để mà phát triển được cái tương lai, giúp đỡ nhau những cái khuyết điểm. Tình yêu đó là tình yêu giá trị nhất. Cái thứ ba,
là yêu vì cái gì? Ngoài cái thể chất của con người, ngoài cái cảm xúc. Nhưng mà trong tình yêu này, chúng ta phải cư xử nhau bằng cái sự cởi mở. Đừng bao giờ biến bạn gái mình thành là của riêng mình. Đừng bao giờ biến bạn trai mình thành là của riêng mình. Bởi vì mình đang yêu, có nghĩa là mình đang tìm hiểu để mà hiểu thêm nhau, chứ chưa phải bị ràng buộc. Cho nên hầu hết chúng ta đau khổ là bởi vì chúng ta yêu ai là chúng ta chỉ biết một mình người đó, giống như là trên bầu trời chỉ có một vì sao của em thôi. Như thế thì chúng ta nhìn lầm, cho nên chúng ta mới khổ. Có vẻ mà đang yêu có nghĩa là đang tìm hiểu. Khi mà lấy chồng lấy vợ rồi mới gọi là ràng buộc nhau chứ. Cho nên quan điểm của thầy, nếu giả sử bạn trai mình, người yêu của mình mà có đi với một người nữ hay là có uống nước chăng nữa, mình vẫn bình thường. Bình thường đó để xem bạn trai mình đối xử người bạn gái đó có ý gì hay không. Đúng không ạ? Đâu phải là đàn ông nào cũng như con nghĩ đâu. Nó thật sự. Mà ngược lại đâu phải phụ nữ nào cũng ghen đâu, đúng không? Có như thế mình mới biểu hiện mình yêu, mình mới ghen chứ. Nhưng mà ghen phải bằng trí tuệ của đệ tử Phật. Đừng có ghen cái kiểu mà mù quáng thì tình yêu nó sẽ đổ vỡ. Và đặc biệt thứ hai nữa, khi tụi con yêu nhau, điều trước tiên tụi con phải tin tưởng nhau hả? Đừng bao giờ để cho một cái quan điểm nào đó nó tác động để tụi con hiểu lầm nhau, rồi tụi con không đối diện nhau để hỏi rõ, mà cứ hiểu lầm như thế chất chứa, rồi tình yêu nó sẽ bị mai một. Cho nên rằng đó là câu hỏi cho một chút chất dinh dưỡng thôi, để tụi con thấy rằng tình yêu là tụi con biết trân trọng. Nếu yêu thì tụi con như thế, mà không yêu tụi con phải đáp lại bằng cách rõ ràng. Tình yêu mà không rõ ràng tự mình chuốc dạ vào thân. Xin cảm ơn con. Dạ, kính bạch thầy, con là Phương Trung Tính, có pháp danh là Ngộ Tuệ Nguyện, là thành viên của chúng Thấu Hiểu Khu D Lầu 1. Sau khi nghe thầy giảng về sức sống của tuổi trẻ, con vẫn còn một số thắc mắc nhờ thầy giải đáp. Nếu sức sống của tuổi trẻ quan trọng như thế thì chúng con nên bỏ đi sức sống thanh xuân của mình để xuất gia tu tập, tìm kiếm một cuộc đời thanh cao, hay sống như bao người khác, sống để cống hiến và hy sinh cho nhân loại, hoặc là thực hiện cả hai lối sống trên song hành với nhau vậy thầy? Và nếu thế thì lối sống nào tạo nhiều phước báo và công đức hơn vậy thầy? Mong thầy vậy giải đáp các thắc mắc của con. Con xin cảm ơn. Ở đây thì thầy khẳng định cho tụi con như thế này. Sức sống của tuổi trẻ đó, mục đích sống như thế nào để mình tiếp nhận được cái nguồn dinh dưỡng, nuôi được cái mầm, phát triển thành cây đại thọ, che bóng mát cho cuộc đời, đó là mục đích của chúng ta. Như thế thì nếu giả sử tụi con hiểu được giáo lý Phật, tụi con muốn cứu giúp cuộc đời, muốn hỗ trợ cho cuộc đời, cho đất nước và cho Phật Pháp, nhiều cách để tụi con làm. Nếu giả sử như cuộc sống xuất gia mà tụi con cảm thấy tụi con có căn duyên, tụi con có một cái gần với cuộc sống xuất gia, hợp được với cuộc sống xuất gia, mà tụi con muốn xuất gia, thì cuộc sống đó cũng mang lại giúp được cho cuộc đời, cho xã hội, cho mọi người và cho đất nước chúng ta và cho Phật Pháp. Nhưng nếu tụi con không có duyên xuất gia, không có chủng tử, nhưng mà tụi con là một người Phật tử tại gia, tụi con cũng tự tạo được một cuộc sống mang lại lợi ích thiết thực cho đất nước, con người và xã hội cũng như Phật giáo chúng ta. Cho nên đạo Phật á, Đức Phật của chúng ta không bao giờ khuyến khích mọi người đi xuất gia hết trơn. Đâu bao giờ khuyến khích, đúng không ạ? Mà nếu mà khuyến khích mà cuộc đời này ai cũng đi tu á, thì ai là người phụ giúp cho các thầy đây? Ai là người để mà cúng dường cho Tam Bảo? Phải không ạ? Cho nên Phật tử tại gia và những người xuất gia đều là có một cái sự phối hợp nhịp nhàng, hướng cho con người, cho đất nước, cho Phật Pháp ngày càng phát triển, tô điểm cho cuộc đời
làm phát triển Phật pháp, đó là một điều tốt. Giống như một căn nhà, đạo Phật chúng ta có phát triển được là nhờ cái gì? Nhờ mái, nhờ tường, nhờ cột của những người xuất gia đóng vai trò là những bức tường, những cây cột, những cái mái nhà. Nhưng mà những cây cột, những cái mái nhà này, những cái tường này mà không có cái nền tảng thật sự thì bức tường cột cũng ngã theo, không xây dựng được ngôi nhà được. Mà cái nền tảng của căn nhà là ai? Là tất cả Phật tử các con đóng vai trò quan trọng cho việc phát triển đạo Phật, đóng vai trò hỗ trợ cho chư tăng xuất gia hoằng dương chánh pháp. Cho nên nếu giả sử những ai mà có tâm, có thuận duyên, có chủng tử đi tu thì cuộc sống đi tu hành nó vẫn có giá trị. Mà nếu tụi con không có nhân duyên đó, tụi con sống là một người đời sống của người Phật tử tại gia, tụi con theo lời dạy của Phật, tụi con biết biến chuyển, uyển chuyển giới luật, thẩm thấu được lời Phật dạy như những gì Thầy nói, thì tụi con vẫn tìm được một cuộc sống mang lại lợi ích cho tất cả nhân loại. Hai cuộc sống này đều được cả, đều được cả. Tuy là hai con đường, đúng không? Nhưng mà cùng một mục đích. Giống như sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, sông nào chăng nữa, nhưng cuối cùng đổ về biển cả, cùng một hương vị, là vị mặn, đó là vị giải thoát. Thì đời sống xuất gia hay đời sống tại gia cũng như là mục đích, phải không? Hướng con người làm lợi ích cho đời, tô điểm cho cuộc đời đẹp hơn, đóng góp lợi ích cho đất nước, xã hội và phát triển Phật giáo chúng ta. Cho nên câu hỏi đó là con phải nhớ là nếu con thuận duyên trở thành một người xuất gia, đó là chủng tử, thì nên theo cái cuộc sống xuất gia. Còn nếu mà con không có chủng tử đó mà con vẫn mến mộ, con muốn có cái tâm để giúp cho nhân loại và mọi người, thì con vẫn sống cuộc đời của người Phật tử tại gia đúng theo giáo lý của Phật, thẩm thấu thật kỹ lưỡng, ứng dụng lời Phật dạy vào trong xã hội, chắc hẳn con sẽ mang lại những cái lợi ích thiết thực cho xã hội, đất nước và Phật giáo chúng ta. Con hiểu được không ạ? Xin hả? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con tên là Nguyễn Hoàng Vân Anh, đến từ giảng đường 9 thuộc chúng Hỷ Xã, khu C lầu 1. Lời đầu tiên cho con gửi lời kính chúc sức khỏe đến quý thầy và cảm ơn về bài giảng vô cùng hay và sâu sắc của thầy. Nhân đây con có một thắc mắc, kính mong thầy giải thích và cho chúng con lời khuyên. Hiện nay có một số bạn trẻ không có định hướng trong tương lai, không có ước mơ hoài bão để phấn đấu. Ví dụ như học sinh lớp 12 không có lý tưởng rõ ràng, chưa có ý nghĩ về cách chọn trường, chọn ngành để thi đại học, cao đẳng. Khi đó sẽ chọn theo cảm tính, theo ý muốn của bố mẹ, và khi học, đôi khi mới biết ngành đó không hợp với bản thân và bỏ nửa chừng. Vậy thì rất tốn thời gian và tiền bạc của bố mẹ. Kính mong thầy cho chúng con lời khuyên và làm sao để chọn được lối đi đúng đắn. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Rất cảm ơn bạn Vân Anh. Đây là một cái tiếng nói chung thay thế cho 3,300 mấy chục bạn sinh viên đã và đang trong tình trạng này. Và thầy cũng là cái người từng lắng nghe những cái thao thức này của sinh viên tuổi trẻ của tụi con. Cho nên thật ra thầy khẳng định cho tụi con là một cái người thật sự là hiểu biết. Tuổi trẻ tụi con thật sự là người có hiểu biết. Tại sao thầy nói như vậy? Là bởi vì tụi con biết tìm được cái nơi khóa tu mùa hè tại chùa Hoằng Pháp, tụi con tôi luyện. Người đó là người hiểu biết. Tụi con không giống như những người tuổi trẻ khác là bay bướm chạy nhảy vui chơi ngoài đời mà không biết tôi luyện nhân cách của chúng ta. Cho nên trước mắt là những hành giả trong tham dự khóa tu đó là những người có ý thức, có hiểu biết, đứng đắn, là người thật sự là đáng trân trọng và đáng khen ngợi. Các bạn phải nhớ một điều như thế này. Ở ngưỡng cửa của đại học là một cái con đường rất mới mẻ cho những các bạn học sinh ở cấp 3. Có phải không ạ? Về mặt đời, kinh nghiệm cuộc đời tụi con chưa thẩm thấu được. Thực trạng xã hội tụi con cũng chưa hiểu biết hết được. Cho nên hầu hết là tụi con chọn ngành đại học thi theo sở thích thôi. Mà tất cả những cái gì mà tụi con theo cái cảm xúc, theo sở thích thì coi chừng nó sẽ không bao giờ mà bền vững. Và chưa chắc là nó đúng đắn. Cho nên rằng hiện giờ một số các sinh viên học sinh chọn đại học là theo sở thích thôi.
hoặc giả là cứ theo lời cha mẹ nói. Thật ra là theo lời cha mẹ nói không phải là sai, nhưng mà cha mẹ chưa cảm nhận hết được mình, cho nên chỉ lấy quan điểm của cha mẹ đặt vào mình, cho nên không hợp với nhau. Cho nên tụi con đang đứng ở giữa ngã ba đường. Làm thế nào để tụi con có thể suy nghĩ chín chắn để chọn một cái đại học nào nó mang một cái phù hợp với khả năng của chính chúng ta, phù hợp với tiềm năng và cái quan điểm của mình, không? Cái bản chất của chúng ta nữa. Cho nên cái nghề tụi con chọn là phải dựa trên bản chất của mình, cái tánh của mình, sở học của mình mới nên chọn. Cho nên thầy nói một cách rất rõ ràng rằng nếu tụi con trong trường hợp đó, tụi con nên gặp các thầy cô xuất gia để các thầy cô tư vấn cho tụi con, rất tuyệt vời. Cha mẹ góp ý mình nghe, nhưng mà nhờ sự bổ sung của các giới xuất gia, những người mà chúng con biết để lắng nghe, thì các thầy, các sư cô sẽ giải thích cho tụi con, thật sự đa số sẽ thành công nhiều. Mà thầy cũng là một cái ví dụ, học trò thầy cũng sinh viên như tụi con rất là nhiều. Thầy cảm nhận được, thầy lắng nghe được tiếng lòng của tụi con. Thầy biết được hiện giờ tụi con đang thích gì, đang mong mỏi gì, muốn nghiên cứu gì và lo lắng gì, thầy biết. Cho nên các bạn trẻ mà chịu khó gần các thầy các cô, các thầy các cô định hướng cho tụi con rất là chuẩn. Cho nên cái giải pháp tốt nhất, ngoài cái sự góp ý của cha mẹ, tụi con nên nghe các thầy các cô, rồi cộng thêm là những anh chị nào đã từng làm việc trong xã hội mà tụi con quen, tụi con biết, mà những người đó là đứng đắn, phải không? Thì tụi con nên hỏi thêm nữa. Tổng hợp ba quan điểm này, chắc hẳn tụi con sẽ tìm được một cái nghề nghiệp và cái hướng đi tụi con nó lại được thành công tốt đẹp. Nó xin cảm ơn. Dạ thưa thầy, con xin đọc dùm cho một bạn được giấu tên đến từ chúng Đại Bi ở dãy đường 9. Các bạn nào hỏi tại sao phải giấu tên, mình nên nói thật cái tên mình, không ai như thầy rất tán thán cái bạn 15 tuổi. Những điều mà không dám nói vẫn mạnh mẽ nói, đó là đạo Phật đó. Kính bạch thầy, cho con hỏi, tại sao khi thuyết giảng thì có nhiều thầy cô tu sĩ nói rất hay, nhưng khi làm thì lại khác? Cô con xuất gia từ khi còn trẻ, đến giờ sư phụ của cô con mất, để lại chùa cho cô con, nhưng các bạn đồng tu của cô lại tranh giành. Do cô có tật ở miệng nên rất ngại tu chung với nhiều người. Cô tu một mình ở chùa, nhưng giờ lại bị tranh giành. Cô con rất buồn, giờ cô không biết phải làm sao. Tại sao lại có nhiều người mượn đạo để tạo đời như vậy? Điều này con thấy cũng khá phổ biến ở một số chùa gần nơi con ở, làm con cũng mất dần niềm tin vào chánh pháp. Xin thầy cho con một lời khuyên. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin cảm ơn một bạn nào đó là Ngọc Ẩn trong đá hỏi câu này. Thật ra đây là cái không phải một mình con, mà hầu hết một số bạn cũng nhìn như vậy. Nhưng mà trong quan điểm của thầy không nhìn như tụi con, cho nên thầy mới có nụ cười tươi mà các bạn này thích đó. Thầy nói cho chúng con nghe như thế này. Đó cũng là cái mà luận văn, luận án tiến sĩ của thầy xây dựng một hình ảnh lý tưởng tu sĩ. Tụi con phải xác định rõ ràng như thế này. Hình ảnh của người xuất gia là nói về mặt lý tưởng rất là cao thượng tuyệt vời, mà được gán gắp vào một cái con người đời bình thường, một cái thân thất đại này, đó là cái nghĩa là nó khác. Tụi con đến với đạo Phật là tụi con vì ông thầy hoặc là sư cô đó tụi con đến, hay tụi con đến với đạo Phật vì lời dạy của Đức Phật có giá trị cho chúng ta trong cuộc sống. Trước khi tụi con đi chùa, tụi con phải nhận thức rõ được hai vấn đề này. Nếu tụi con đi chùa mà nương vào một thầy nào đó, thích thầy đó chúng con tới, thì coi chừng tụi con sẽ bị thất vọng nếu như mà thầy đó làm gì cho chúng con buồn. Có phải không ạ? Khi xưa cũng vậy, đệ tử của Phật có một người đến Phật để xin làm đệ tử vì Đức Phật quá đẹp đi, cho nên mới đến.
Thì Đức Phật mới nhân cơ hội đó mới dạy cho họ đến, đến với Đạo Phật, đến với Đức Phật mà bằng hình tướng như vậy là không bao giờ thấy được đạo, không bao giờ thấy được niềm an vui cả. Trường hợp của bạn này cũng vậy. Nếu mình khẳng định rằng mình đến với Đạo Phật vì một người thầy, một sư cô đó thì mãi mãi lúc nào cũng bị phiền não. Thầy rành hơn tụi con, đúng không ạ? Những người bạn cùng thời với thầy tu, cũng có một số người trang nhã, một số người cũng tướng cũng hơi dí dỏm, một số người nói chung là đủ mọi thành phần. Nhưng mà tại sao thầy có được một nụ cười bao dung, thoải mái, tươi cười như thế này từ trái tim của thầy? Bởi vì thầy không có quan điểm như con. Trong một cái con người thân tứ đại này, ai cũng có cái ưu và cái khuyết. Mình đừng nhìn cái khuyết để mà mình đau khổ, phiền não. Đức Phật dạy mình hãy nhìn những cái tốt của mỗi người để mình học. Ai bảo tụi con nhìn cái xấu để tụi con phiền não? Đúng không ạ? Các thầy là một người xuất gia, các thầy đã và đang quân tập đạo hạnh và trí tuệ chưa hoàn bị mà. Cho nên còn ngồi ở ghế gỗ này nè, còn không là ngồi qua sen rồi. Đó là cái thực tế. Đã là một con người đang đã dần dần giảm bớt những cái khuyết điểm. Mà tụi con đừng bao giờ thần tượng người xuất gia là phải toàn bộ maximum là 100% beauty là không được. Ma vô khảo bất thành đại đạo. Con tu mà không có bị ma khảo làm sao con thành được đạo lớn được. Cho nên con nhìn người tu mà con bắt người tu tại sao như thế? Con nhìn người tu, nhìn cái lỗi người tu để con bìa buồn, thì con nhìn người tu gì làm chi? Tại sao con không nhìn những người tu có cái tánh tốt, tích cực để con học? Học làm chi mà tánh đời để mà nhìn cái thế sự, thì chúng con làm sao thấy được giải thoát? Có phải không ạ? Cho nên nếu tụi con nhìn như thế thì thầy bảo đảm tụi con đi khắp cả cuộc đời này và trên thế giới này không có người nào để có thể con nương tựa được cả. Muốn cầu thánh tăng phải dùng phàm tăng nhầy để chứng minh và hướng dẫn cho tụi con. Ông này cũng đâu có hoàn bị đâu. Nhưng mà không phải không vì hoàn bị đó mình không nghe, đúng không? Nó đại diện cho Đức Phật mà. Muốn lấy được hòn ngọc, cho dù hòn ngọc ở trong đống phân, đừng sợ giơ tay sẽ lấy được hòn ngọc. Muốn học được những cái hay của những người xuất gia, đừng nhìn cái xấu của họ mà phải nhìn cái tốt, thì mình luôn có được an lạc. Mỗi thầy, mỗi sư cô đều có cái tiềm năng kinh nghiệm tu học. Còn cái bản tánh của con người, mình phải có sự thông cảm. Cái sự cạnh tranh đó là vốn có của con người chứ. Nhờ cái sự cạnh tranh đó mà sư cô mạnh mẽ được thì mới hay chứ. Tu mà không có nhờ quỷ ma cản là làm sao mà thành Phật được. Cho nên mình phải nhìn thoáng, thầy khuyên tụi con như vậy. Cái lý tưởng của người xuất gia, cái ý nghĩa rất cao thượng, chúng ta phải nên kính Phật trọng tăng, đó là điều tất yếu. Chúng ta vô đạo Phật để tìm hiểu những cái hay, để chúng ta tu học theo lời dạy của Phật thông qua những bậc xuất gia. Chứ không phải chúng ta vô chùa để nương tựa ông thầy đó, sư cô đó chúng ta thích mà chúng ta đến là chúng ta thất bại vô cùng. Để rồi khi chúng ta thấy những cái xấu, chúng ta lại từ bỏ, chúng ta phiền não, chúng ta thối bồ đề tâm. Đó là chúng con có một nhận thức quá sai lầm. Bởi vì đến với Đạo Phật tụi con mang cái tư tưởng đời. Còn thầy ở đây, thầy biết rõ hết. Nhưng mà mình có cái tâm khoan dung, thông cảm là một con người mà. Ai mà có máu màu đen bao giờ đâu. Ai mà khóc cảm nhận mà không có rơi nước mắt. Đó là bản chất của con người. Cho nên tụi con phải có sự thông cảm. Và đến, tụi con nên nhìn cái tốt. Chẳng những các người xuất gia mà tất cả con người ngoài đời, học cái hạnh, học những cái, nhìn cái tốt, tâm hồn tụi con mãi mãi lúc nào cũng mang lạc, không bao giờ phiền não. Cảm ơn con. Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin thành kính tri ân Đại Đức Giảng Sư đã không quản ngại Phật sự đa đoan quang lâm về đây trao truyền chánh pháp. Và giờ đây chúng con xin được thành kính cùng thỉnh thầy cùng toàn thể hội chúng đứng lên chắp tay trang nghiêm thành kính đồng hồi hướng. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử
chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Ban chuông cổ đã cử ba hồi chuông trống bát nhã để cung tiễn Đại Đức Giảng Sư hồi quy khách đường. Kính mời toàn thể hội chúng đồng chắp tay trang nghiêm thầm niệm Phật để cung tiễn Đại Đức Giảng Sư hồi quy. Ngày xuân reo vang tưng bừng, trên thế gian chúng sinh vui mừng. Đón xuân về tràn ngập ánh dương, reo niềm tin muôn hương. Kìa lộc non xanh tươi trên cành, hương đắm say gió đưa thơm lành. Đóa mai vàng nở bên lá xanh, thấp thoáng đưa sau mai.